Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, Hồn Quỷ Sau Lũy Tre là một dị chuyện mới mà Hẻm Chuyện Ma vừa có được cái tác quyền của dị chuyện này. Ngày hôm nay thì xin trân trọng gửi tới quý anh chị em yêu mến qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Dị chuyện ghi lại cái câu chuyện của Tân sau khi đã tha phương để mà làm ăn và cũng đã tích cóp được một chút ít vốn liếng để về quê định sửa sang lại cái ngôi nhà cũ cho người cô của mình. Những điều gì đã xảy đến với cả chàng trai này thì ngay sau đây mời quý anh chị em cùng lắng nghe Hồn Quỷ Sau Lũy Tre. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu tác phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Khoảng 4 năm sau khi đã làm ăn ở trên tỉnh về, không có liên lạc với cả ai, tôi cũng đã tích cóp cho mình được một chút ít vốn liếng, muốn về nhà để mà dự định ấp ủ bao nhiêu lâu nay. Chiếc xe khách đến, tôi bắt đầu bước lên xe, hướng mắt vào bên trong để tìm chỗ ngồi xuống. Tiếng xe cộ ồn ào, nhộn nhịp đến khó tả. Người này rồi lại đến người kia bon chen để mà lên xe. Cơn nóng thì cũng khó tả. Những chiếc xe phà những cái làn khói đen xì nhìn đến ớn cả người. Cả đám người đợi ở trong trạm cũng đã tiến đến chiếc xe chật chội và đông đúc. Tuyến cuối cùng huyện, cuối cùng ở trong ngày cũng đã tới. Ánh nắng thì cũng đã dịu dần đi của cái buổi chiều xế. Chiếc xe buýt cũng đã rồ ga, lăn bánh trên cung đường tấp nập, hòa cùng vào trong cái dòng xe. Đã bao nhiêu lâu nay, lên trên thành phố này, mọi thứ nhộn nhịp mà quên mất cả quê của mình. Không biết mọi thứ có khác xưa hay không, trong lòng của tôi nôn nao một cách khó hiểu. Ngồi cũng chả yên, mắt thì cứ ngách lên ở phía trước để mà nhìn xem. Cũng đã khá lâu rồi còn gì. Những con đường này không có còn xuất hiện trước mặt của tôi, mà thay vào đó là công việc u đầu, thời gian đi ăn trưa còn mau mãi, nữa là có thời gian để mà đi đây đó. Chiếc xe đi qua khá nhiều cung đường ngoằn ngoèo. Con đường ở dưới quê khác hẳn so với những con đường ở trên thành phố. Mọi thứ khá là khó đi. Chiếc xe lắc dữ dội. Còn khoảng độ hơn nửa tiếng ngồi xe mới về tới nhà. Tôi ngồi ngả lưng ra ghế thì chợt nhận ra có một thứ gì đó làm cho tôi lạnh toát cả sống lưng. Chẳng biết là gì cho nên đã quay lại. Một người đàn ông trung tuổi ngồi cùng với cả một người con gái trông khá là kỳ quái. Người của cô ta thì cứ run lên bần bật như là đang bị cảm lạnh. Môi thì mấp máy, nhưng mà chả nói thêm được lời nào. Tóc tai thì bù xù. Tôi cảm thấy làm lạ. Với cái bản tính tò mò sẵn có, tôi đã hỏi luôn. Cô gái này bị làm sao vậy hả chú? Cô ta bị cảm lạnh, sao không mặc quần áo vào cho cô ta? Mấy người xung quanh đưa mắt nhìn tôi, vì tôi vừa khuấy động cái không gian trên xe chỉ có tiếng máy nổ mà thôi. Người đàn ông kia cũng căng mắt ra trợn trừng, làm cho tôi ngồi giật lại, không bận tâm với cả thứ đó nữa. Chuyến xe cứ thế băng băng trong cái sự im lặng đến khó chịu. Từng người một xuống xe làm cho xe cũng đã rộng hơn nhiều. Bây giờ trên xe chỉ còn mỗi tôi và hai người đằng sau, cùng với cả tài xế và phụ xe. Tôi quay xuống nhìn. Ông chú kia lúc này thì mới lên tiếng. Theo như lối này mà nói, thì chắc chắn là cậu đang về xóm đông có đúng không? Dạ đúng ạ, chú cũng về xóm đó à chú? Mà cô gái kia bị làm sao thế ạ? Tôi lại nhổm người dậy phía sau khi nghe câu nói vậy. Bây giờ thì cũng chẳng còn ánh mắt của ai mà dòm ngó tôi, nên tôi cũng chả ngại. Cô gái lúc này thì đưa đôi mắt đầy sắc lạnh nhìn sang tôi. Mồ hôi lúc này cũng tự nhiên vã ra một cách khó hiểu. Tôi quay ngoắt người nhìn ông chú kia vỗ vỗ nhẹ vào cô gái đó. Ông ta khẽ vẩy áo rồi nói. À, cô này có chút chuyện mà thôi. Cậu ở xóm đông là ở chỗ nào? Chắc đi làm ăn xa có đúng không? Dạ, nhà cháu ở ngay trên đầu xóm thôi ạ. Mà sao chú lại biết vậy? Chắc là lạ thật đấy. Tôi ngơ ngác sau đó hỏi. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Ông thầy tiếp tục hỏi qua câu hỏi của tôi. Dạ, cháu 23 ạ. Ông thầy trầm ngâm, không có đáp lại bất cứ thứ gì, cứ liếc nhìn tôi để thăm dò, làm cho tôi cảm thấy có phần khó chịu. Ông ta cứ nhìn như vậy,
cho đến khi chiếc xe dừng ở điểm cuối cùng thì cũng đã muộn. Bầu trời cũng đã mập mờ, con đường cũng có vẻ vắng vẻ hơn. Cảnh vật này so với ở trên phố thì khác xa quá. Nó đông vui và nhộn nhịp hơn rất nhiều. Tôi kéo chắc ba lô lên trên vai, quay sang hai người kia. Lúc này thì mới thấy rõ mặt của cô gái kia. Cảm giác quen quen, nhưng không có nhớ cô ta là ai. Tôi đã bèn hỏi. Ủa, nhà chú ở đây là ở chỗ nào vậy? Cháu nhìn thấy chú không có thích quen. Nhưng mà cô gái này thì trông có phần quen quen à. Không biết là con cái nhà ai? Ở ngay trong cuối xóm thôi. Mà tôi là người làng trên. Có chuyện nên sang bên đây thôi cậu ạ. Cậu có rảnh tối xuống dưới đó, tôi nhờ có chút chuyện được không? Ở đây chắc là biết nhà ông bà Thịnh ấy chứ gì. Xong việc thì chắc là muộn đó, nên ngủ đấy luôn cũng được. Tôi sẽ bảo ông Tịnh kia sắp xếp chỗ cho cậu. Ông chú kia lên tiếng rồi cất bước đi. Người phụ nữ kia cứ rúm gió lên mà bước đi trông quả thực là đáng sợ. Tôi để ý thấy rằng ông chú kia đang kéo cô gái đi bằng một cái sợi dây chỉ buộc vào thân, lắc mạnh một cái đầu, đi từng bước vào cái con đường đất đen tối kia. Xung quanh chỉ là rặng tre tùm, đen sì lạ. Sau đó là nguyên cả một cánh đồng gần đó, gần cây lúa cứ đung đưa, cứ như thế trong cái làn gió đêm. Trông có vẻ thật là quá là mát mẻ, khác hẳn với cả không khí ở trên xe. Về tới nhà, cánh cổng gỗ quen thuộc, tôi đã không mở nó ở trong vòng suốt 4 năm xa nhà. Căn nhà với cái mái bro dựng tạm bợ vẫn còn ánh sáng đèn, hắt nhẹ nhẹ ra bên ngoài hiên. Tiếng ho ở trong nhà cũng đã vang lên một cách bất chợt. Tôi cất tiếng gọi vào bên trong nhà. Cô ơi, con về rồi đấy cô ơi. Thằng nào đấy? Một giọng của người phụ nữ khàn khàn bước ra bên ngoài. Cái dáng người khom khom, tiêu tị kia là cô Kim, người đã nuôi nấng tôi bao nhiêu năm, từ khi bố mẹ tôi tai nạn qua đời. Da rẻ của cô theo từng năm tháng mà cũng đã nhăn nhau theo. Cô ở giá, không có lấy chồng. Hai cô cháu nương tựa vào nhau mà sống. Rồi tôi cũng tạm biệt cô để mà đi kiếm tìm những thử thách mới, để có được cuộc sống tốt đẹp hơn về để mà báo hiếu cô. Tôi đã chạy lại vào đỡ lấy cô. Cô nhào một đôi mắt rồi cười cười, cốc nhẹ vào trán của tôi. À, thằng Tân, mày đi đâu lâu quá rồi, bây giờ mới về hả con? Tính đợi tao mất rồi mày mới về đấy hả? Có cho tao đứa cháu nào hay không vậy? Dạ, cô có khỏe không? Con xin lỗi nay con về mà không có báo trước cho cô được. Tôi đi vào bên trong nhà, căn nhà cũng có phần hư hại đi chỗ nào. Ngó quanh căn nhà, hai chiếc giường, một bộ bàn ghế, một cái tủ và một ban thờ đơn sơ. Thắp hương khấn vái lấy một chút đồ lễ ra, tôi lấy ở trong ba lô ra cả một đống quần áo rồi nói. Quần áo con mua, cô thử xem có vừa cái nào không ạ? Trời ơi, cái thằng này, mai cô mặc, mà ăn gì chưa, hay để cô đi nấu cho mày. Cô lấy rồi cầm chắc vào trên tay, tôi cười cười, uống hớp nước rồi nói. À, con gửi tiền về cô có ăn uống đầy đủ không vậy? Phải bồi bổ vào cô ạ, mới tốt cho sức khỏe cô nhé. Mày nghĩ tao già rồi mà không làm được gì nữa hay sao? Tao vẫn làm tốt, có mày lâu rồi chả gọi cho cô lo. Hơn thế nữa, tiền mày gửi về cô vẫn giữ nguyên đây này. Cô cũng đâu có dùng tiền để làm gì. Cô lấy ra một bọc tiền rồi đưa cho tôi. Khá ngạc nhiên vì số tiền mà tôi gửi về, cô chỉ chi tiêu có một chút ít. Tôi cầm lên rồi nói. Thôi mà cô, con biếu cô cơ mà, cô cứ cầm lấy nhá. Con đi tắm đi, rồi chút sang nhà chú Tịnh ở cuối ngõ. Có nhờ con chút việc gì đó, cô không phải lo đâu, cứ kệ con. Cô cứ nghỉ ngơi trước đi nhá, có khi sáng mai con mới về đấy, cô cứ nghỉ đi. Tôi đứng lên xếp dầm quần áo rồi lấy đồ đi ra bên ngoài giếng để tắm. Cô định nói gì đó, nhưng thôi nên đã lại ậm ừ. Chạy ra bên ngoài giếng, múc từng gáo nước mắt lạnh từ lòng đất lên. Tôi dội vào người làm cho cơ thể thoải mái hơn biết bao nhiêu. Xua tan hết đi những cái tháng ngày làm mệt mỏi. Không khí trong lành, gió thổi đến lạnh run cả người. Mặc quần áo, lau đầu, tôi chuẩn bị ra bên ngoài đó thì cô đã kéo tôi lại ra sau rồi bảo. Mày đi thì ở luôn ngoài đấy đi đấy nhá. Đừng có về vào lúc đêm khuya kẻo có chuyện không hay đâu đấy. Cứ ở dưới đấy đi, nhớ chưa? Mà ai nhờ mày đi xuống cái nhà đó để làm gì vậy? Tôi chẹp miệng. Kể lại cái cuộc gặp mặt của tôi ở trên xe buýt thì cô mới cho bước ra bên ngoài đi xuống dưới nhà bên kia. Bao nhiêu năm nay, tuy con người thay đổi theo năm tháng,
Thế nhưng cái xóm đông yên bình của tôi vẫn cứ như vậy, vẫn là con đường đất bao quanh mọi thứ, hàng tre ngăn cách với ruộng, những cái cây to vẫn cứ đang rủ bóng xuống dưới. Ánh trăng cũng đã bắt đầu lùa qua những đám mây, tỏa ánh sáng ở trên con đường. Cảnh vật ở bên ngoài cũng có chút thay đổi, vì những căn nhà mái bằng cũng đã được xây trên những con đường kia, cũng đã được dựng lên, khác với cả những cái mái lá hay là bờ rô như trước kia. Quả là khác lạ, bao nhiêu những ký ức chợt ùa về một cách nhanh chóng khi đi tới những chỗ hồi bé hay nghịch ở đó. Những cái vườn hồi bé còn cùng với cả đám bạn trèo vào ăn trộm, rồi chạy đuổi theo bao nhiêu là thứ cũng đã bị phá đi để mà dựng thành nhà. Những đám cỏ mọc ven đường trông cũng như đang chào đón tôi, một người con xa quê này đã trở về với đất mẹ. Dự tính đợt này tôi về cũng chỉ là muốn trang hoàng lại căn nhà, sau đó về đây để làm lại cái nhà, sau đó về đây để làm lại cái nhà, chứ đi xa lâu quá rồi. Mà cũng không nỡ vì còn cô ở nhà nữa. Tiền nong thì chắc chắn vẫn còn là thiếu, nhưng cứ từ từ mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt lên thôi. Đi xuống dưới nhà ông chú Tịnh ở cuối xóm, thấy cũng khá yên bình, yên tĩnh, vắng lặng. Có một cái đàn được lập ra ở trước sân. Tôi bước vào bên trong thì có phần hơi bỡ ngỡ. Thì ra là ông chú kia là một thầy cúng, nên chắc hẳn là nhờ tôi có chuyện gì rồi. Đứa con gái kia lúc đầu cũng thấy lạ như là bị ma làm. Nhà ông Tịnh này cũng chả có lạ gì tôi, vì ngày bé còn nghịch ngợm quá nên ai cũng biết. Ông Tịnh đi ra bên ngoài nhìn tôi rồi cười nói. Tân, mày mới về đó hả con? Thầy có chuyện nhờ mày giúp đây. Mày giúp đỡ gia đình bác chút. Em nó giờ có chuyện không hay còn ạ. Người cùng làng giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, phải không hả con? Tôi chỉ biết vâng dạ vì chưa có hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con gái của ông Tịnh này thì tôi không có quen. Nhưng nhìn dáng vẻ của nó thì tôi đã gặp vài lần. Cũng là người làng mà. Cái dáng vẻ bù xù kia tuy có phần khó nhìn, nhưng cũng không có khó quá để có thể nhận ra. Đi vào bên trong nhà, ông thầy kia đã ngồi sẵn với một mâm cơm, tay cầm chai rượu rồi vẫy vẫy vào. Tôi chào thêm vợ ông Tịnh rồi ngồi xuống hỏi chuyện. Sau khi đã dạo bước đầu tiên, thẳng luôn vào vấn đề chính. Cháu cũng không thích vòng vo. Thầy có chuyện gì muốn nhờ vả cháu thì thầy cứ nói ạ. Không có phải ngại ngùng gì cả. Trong khả năng của cháu thì chắc chắn cháu sẽ giúp tới nơi ạ. Ông thầy kia uống cạn ly rượu xong thì nhìn tôi một lúc rồi nói. Ta cần cậu hóa làm thần để ta bắt vong đang ám cô gái kia, không cho nó có đường thoát. Với lại ta cần chút nước tiểu đồng tử đến từ cậu. Cậu còn là trai tân không? Cậu có chắc là giúp được tôi chứ? Tôi nghe thấy vậy thì khẽ gật đầu. Đã đến đây rồi, chả nhẽ lại không giúp gia đình của cô chú ấy. Uống cạn chén rượu, nhìn vào bên trong trông con bé kia, tôi quay sang hỏi tiếp. Nhưng cháu muốn hỏi thêm, em nhà mình gặp chuyện gì mà lại như thế kia ạ? Thầy có thể kể lại cho cháu nghe xem được không? Chứ thực sự từ lúc vào nhà đến giờ, cháu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Hai vợ chồng ông chú Tịnh đưa mắt nhìn nhau. Tay đặt bát cơm xuống dưới mâm, không có nói gì thêm nữa. Ông thầy nhìn thấy vậy thì đặt cái cốc xuống rồi nhìn tôi hỏi lại. Cậu có chắc chắn muốn nghe hay không? Tôi chỉ đáp lại bằng cái gật đầu chắc chắn. Mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu được phơi bày qua lời kể của ông thầy về cái sự việc của cô em gái kia. Ông thầy châm điếu thuốc rồi trầm ngâm nhìn vào trong cái khoảng thời gian vắng lặng, tối đen, mặc kệ thay cho lời của bố mẹ chính của con bé. Con bé mới là sinh viên năm thứ nhất, mới đi lên đại học vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, lạ nước, lạ cái. Bố mẹ thuê cho một căn phòng trọ để cho tiện việc sinh hoạt, rồi lại còn học hành, thi cử. Nói chung là có nhiều thứ cần phải giải quyết. Con bé một mình lầm lũi ở trong căn phòng đó. Bởi vì do chưa thích nghi được nên bỡ ngỡ cũng là một điều dễ hiểu mà thôi. Ngày nhập học cũng đã về, cứ thế giúp ở trong phòng. Đến bữa thì lại đi ăn cùng với cả bà chủ xóm trọ, rồi sau đó lại trở về phòng. Tưởng đâu mọi chuyện cũng chỉ có thế tiếp diễn. Nhưng ai ngờ đâu,
con bé đã gặp phải cái thứ quái dị mà nó không bao giờ mong muốn là mình sẽ gặp phải. Trong một lần đang đọc sách, nó bất chợt thấy tiếng gõ cửa, tiếng gõ ở trong nhà vệ sinh. Con bé ngơ ngác đi ra bên ngoài, nhìn thấy có một người con gái lạ xuất hiện ở trong phòng đó. Con bé liền hỏi, chị là ai? Sao chị vào được đây vậy? Chị là bạn em. Chị vào từ lúc nãy, tại nhà vệ sinh chị hỏng rồi. Người con gái kia đáp lại với một giọng điệu đầy ma mị. Nhưng với cái kiến thức non nớt kia của cô bé mới lên trên này, thì có lẽ là nó vẫn còn chưa nhận ra được cái điều nguy hiểm đang rình rập tới mình. Nó đâu có biết được rằng cái thứ đang đứng trước mặt nó nói chuyện với nó thực chất không phải là người, mà là vong hồn chết oan ở bên trong hiện về nói chuyện. Và con bé hợp vía, nên nó mới bắt đầu theo để mà ám con bé này. Hai đứa bắt đầu kết thân, coi nhau như hai chị em, để kiếm chỗ nương tựa với cả nhau ở cái chốn xa lạ này. Thời gian trôi qua, trông con bé con gái ông chú Tịnh ngày một sức yếu dần đi, da rẻ thì tái nhợt đi, cơ thể dường như là không còn sức sống, uể oải. Bà chủ xóm trọ thấy vậy thì cũng mau chóng đi kiểm tra, hốt hoảng khi nghe thấy nó nói chuyện với cả ai đó lạ lắm, mà trong khi đó cửa nhà thì đóng. Mấy người khác bên cạnh cũng chả có ai sang. Cả ngày thì bà ta chả có thấy ai đi vào bên trong cùng với cả con bé cả. Sinh nghi, nhưng lúc này cũng đã quá muộn. Con bé bị vong hồn này ám tới nỗi không có còn biết thứ gì nữa. Ngày nào cũng gào thét điên loạn, rồi cầm dao, cầm kéo nghịch chạy. Đầu tóc thì rối bù lên. Mọi người ở phòng bên thì thay nhau sang trông nó, tránh để nó làm những cái điều dại dột. Có người còn kể lại rằng, khi căn phòng tối om, mọi thứ chìm vào trong cái sự im ắng của một âm thanh lạ lẫm nào đó phát ra từ trong cái nhà vệ sinh kia. Thôi thúc nó liên tục, hối hả. Nào, đi thôi nào, đi với ta. Âm thanh nghe rợn cả tóc gáy, những người trong cô bé kia, và rồi cô ta cũng đã đột nhiên bật dậy rồi đòi tự tử. Mọi thứ quá hỗn loạn. Vụ việc này cũng đã được thông báo về phía gia đình, nên họ mới biết mà đến đây để nhờ thầy xem có cách giải quyết hay không. Ông thầy thì tuy bận, nhưng vẫn bớt được thời gian để mau chóng mà đi lên trên đó xem xét tình hình, để tìm cách giải quyết. Nghe xong mọi chuyện từ phía những người xung quanh, ông thầy cũng đã nhận ra âm khí mạnh từ phía căn phòng kia. Chợt nhận được những điều chẳng lành, ông ta đã mau chóng chạy vào bên trong, thì thấy cô gái đang định treo cổ tự tử. Mồm thì cười nham hiểm, thách thức. Ông thầy ngay lập tức đã lấy lá bùa trấn yểm, đổ với cả máu chó, rồi lao vào quất túi bụi cô gái kia. Cô ta lăn lê xuống dưới đất đau đớn, mồm the thé. Lão già, cút ra, không người sẽ chết đấy. Nhưng đau quá, con bé chả chịu nổi được nữa. Toàn thân thì cứ như thế mà ướt đẫm máu. Sau đó nó ngất lịm đi chả còn biết gì nữa. Ông thầy khóa hồn của con bé và vong nữ kia lại với cả nhau bằng một sợi chỉ đỏ, tránh để nó chạy. Vong hồn kia thì đã nhập vào hẳn rồi, giờ phải làm lễ thì mới cho nó ra bên ngoài được. Và cách tốt nhất thì nên đưa nó về nhà hơn là để ở đây, vì âm thịnh dương suy sẽ cản trở rất nhiều đến cái việc giải tà. Ông thầy trấn yểm lại một chút căn phòng đó, tránh cho những điều không hay sẽ diễn ra, gửi phòng lại. Sau đó mới đưa về cùng ở đây và gặp tôi trên chuyến xe buýt đó. Tôi nghe xong thì thấy cái câu chuyện này khá là hoang đường, không muốn tin nhưng vẫn cố hỏi. Nhưng mà có thật không ạ? Với lại làm sao để giúp con bé này đây hả thầy? Cậu cứ yên tâm mà ở đây thôi. Không có sao cả. Ngày mai rồi về. Còn về thời gian thì bây giờ vẫn còn sớm quá. Đúng nửa đêm chúng ta sẽ bắt đầu. Cậu chuẩn bị nước tiểu đồng tử đấy nhá. Mà gia đình cũng đừng có ép cháu học quá, phải cho tiếp xúc giao lưu nhiều lên. Quan tâm nó một chút, nhà có mỗi đứa con gái mà bỏ bê quá như vậy. Ông thầy đặt cốc rượu xuống, rồi nói làm cho hai ông bà Tịnh cứ cúi đầu, không có đáp gì thêm. Ăn uống xong bữa, nhìn cô con gái vẫn còn đang nằm ở trên giường, cơ thể thì run run trông đến là tội nghiệp, nhưng với tôi thì có thể làm được gì cơ chứ? Ngồi xuống đợi thời gian trôi,
còn khoảng 4 tiếng nữa. Cho nên bây giờ cứ ngồi lôi cái điện thoại ra lướt lướt để mà giết thời gian, uống nước để đi tiểu. Hơi khó hiểu vì sao ông ta lại cần nước tiểu của tôi nữa cơ. Nhưng cũng đã nhận lời rồi thì cũng nên làm cho chót, chứ không làm ẩu được. Hỏi nhiều cũng không có nề. Cái bụng thì cứ phành cả lên trông đến là điều. Nước cứ thế mà rót ra đầy rồi uống hết. Đến giờ, ông thầy gọi tôi ra ngõ, đưa cho tôi mặc bộ quần áo gì đó màu xanh, đứng ở bên ngoài cổng. Dán vào toàn thân chi chít những cái lá bùa màu vàng, trông thực sự là quỷ quái. Mặt thì được bôi đen xì, cầm một cái gậy lớn đứng ở ngoài đó. Đến giờ, gió cũng bắt đầu nổi lên. Con bé kia cũng đã được đặt ra ngoài chiếu trước cái bàn cúng. Tôi bắt đầu làm cái công việc của mình, giải đám gạo với cả muối ra ngoài ngõ như đã được căn dặn. Ông thầy kia thì khoác bộ áo pháp trông oai phong làm sao. Ông ta đứng trước lễ đàn, rung một hồi chuông lớn để mà khuấy động không gian yên tĩnh của làng quê. Các nẻo đường cũng đã bắt đầu thay đổi theo từng làn gió lớn sộc vào. Bộ quần áo mà tôi mặc lúc này cũng đang phấp phới bay, cảm giác lạnh chạy vào cơ thể. Con bé kia bỗng dùng mình một cách dữ dội, nằm ở chiếu ngoài sân lung lay trước cái bàn lễ, mồm thì bắt đầu khóc lóc. Ông thầy mới quát mạnh: "Vong nữ kia, chết rồi tại sao lại không chịu đi siêu sinh, còn ở đây ám hại người ta như thế này. Có tin ta đánh cho tan hồn phách lạc không?" "Chúng nó giết hại tôi, chôn tôi ở trong cái nhà vệ sinh đó. Tôi chót dại, mong ông tha cho tôi. Tôi cũng muốn được siêu sinh, nhưng mà xác của tôi vẫn còn ở dưới nền sàn lạnh lẽo kia. Ông tha cho." Con bé kia run run bật lên thành tiếng nghẹn ngào cả trong tiếng khóc. Tôi đứng ở bên ngoài nghe mà cũng cảm thấy rùng mình, tự nhủ rằng sao lại có người ác thế nữa cơ chứ? Mất hết cả tính người mà. "Được thôi, giờ ngươi muốn gì cứ nói, mọi thứ cứ để ta lo liệu. Hãy theo ta mà học đạo để mà còn sớm được đầu thai chuyển kiếp. Còn những kẻ kia thì chắc chắn sẽ phải chịu báo ứng của luật nhân quả mà thôi. Không có cần thiết phải như thế. Địa điểm nhà cửa ghi rõ ràng, việc còn lại ta sẽ lo liệu. Thành tâm mà sám hối, không thì ngươi biết hậu quả rồi đấy." Ông thầy cắt ngang dòng suy nghĩ. Thế nhưng, ông thầy vừa nói xong thì một cái bóng vụt ra khỏi cơ thể của con bé kia, nhằm nhằm phía tôi mà lao. Ông thầy đã đoán trước được cái tình hình này, cắt mạnh một cái dây làm cho cái bô nước tiểu ở trên đầu của tôi rơi xuống, toàn thân nồng nặc mùi nước tiểu. Con bé kia thì đã ngã ngất đi, bố mẹ nó chạy lại. Tôi thì cảm giác như có gì đó đập vào người. Cái bóng trắng kia định bay vào người tôi thì đã bị đánh bật ở dưới sàn. Toàn thân của nó bắt đầu xuất hiện cái thứ khói gì đó, bốc lên, nằm lăn lộn, đau đớn. Vong hồn kia chỉ biết gào thét lên từng tiếng oán hận. "Tân, đứng yên đó, đừng nhúc nhích." Nén cái mùi khó chịu kia đi, tôi đã cố gắng cầm chắc cái gậy, đứng yên như chặng đường như lời của ông thầy đã dặn. "Ta đã muốn cho ngươi một cơ hội, vậy mà ngươi cũng chẳng chịu nghe. Rượu mời không uống, mà lại cứ muốn uống rượu phạt ư? Ta cũng đã hết cách." Ông thầy im lặng, lấy đồ từ trong túi tiến lại. Tiếng thét vang lên giữa một bầu trời rồi im bặt. Ông thầy đổ xuống một thứ bột gì đó vào người của cái thứ đang ở dưới đất kia. Sau đó liên tục mồm thì đọc tiếng phạt, tay thì gõ mõ lia lịa. Chả hiểu sao, cứ từ từ tiếng hét đó nhỏ dần, rồi tan biến mất trong đêm. Gió cũng đã lặng đi, mọi thứ trở về với cái vẻ bình thường. Thấy ông ta lắc đầu rồi đi vào bên trong, tôi cũng giật phăng bộ quần áo rồi nhảy ra bên ngoài ao. Làn nước gội rửa đi hết mấy cái thứ kia, mồm thì sặc sụa mùi hôi. Đi vào trong nhà, tôi thay bộ quần áo của chú Tịnh, sau đó ngồi vào uống nước. Cô gái kia cũng chẳng còn có run run gì nữa mà đã nằm im lặng. Ông thầy bỗng liền lên tiếng: "Mọi thứ cũng đã ổn thỏa cả rồi. Nhưng mà theo ta nghĩ thì nên cho cháu nó nghỉ ngơi thêm vài tiếng nữa đi. Với lại nhỡ thông báo cho mọi người ở trên kia biết mà xử lý cái thứ kia chứ. Ta sẽ xử lý vong hồn này." "Không sao đâu, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Con bé sẽ tỉnh lại vào ngày mai ấy mà. Mọi người cứ ăn uống một xíu rồi hãy cứ nghỉ ngơi đi. Tân, cậu cũng nghỉ lại đây, mai rồi về nhé." Tôi gật đầu.
ngồi ăn một chút gì đó rồi cũng đi nghỉ, cho quên đi cái thứ mà mình đang dội vào kinh tởm. Mà lúc đó thì cái bóng trắng kia lao vào, tôi chợt suy nghĩ liệu rằng mình có giống như cái cô gái kia sẽ lại run run, lại đòi tự tử như vậy nữa hay không. Tiếng cánh cửa đập vào nhau, tiếng gió rít bên ngoài trời đêm đang dần dần chuyển sáng báo hiệu mặt trời mọc. Vừa về quê, quả thực là tôi đã gặp lại cái trải nghiệm đáng nhớ. Nó còn có chút gì đó rùng mình khi nhắc lại về cái đêm đầu tiên tôi đã quay trở về nhà. Buổi sáng ngày hôm sau, cô gái kia cũng đã tỉnh hẳn, nhưng dường như có vẻ là cô ta chả biết có chuyện gì đã xảy ra đối với cả mình. Vẫn liên tục hỏi, rồi nhắc đến cái hồn ma kia. Hai vợ chồng ông bà Tịnh thì chỉ còn biết có trách bản thân mình đã không chăm lo chu đáo cho con gái. Ông thầy cũng đã cho cô ta một tấm bùa bình an để mà tránh mấy cái thứ không hay. Dặn khi nào cô ta ổn định lại thì mới được kể cho cô ta nghe toàn bộ cái câu chuyện. Tôi và ông thầy cũng đã tạm biệt nhau. Những lời cảm ơn rối rít đến từ nhà ông Tịnh. Nói chuyện được một lúc, tôi nhớ đến mấy thằng bạn thân của mình, đành chào ông thầy mà đi ngoặt sang hướng khác. Mọi người cũng đã bắt đầu ngày mới. Gặp lại những người quen, tôi đã chào hỏi rối rít. Tôi chạy sang nhà mấy thằng bạn xem chúng nó có nhà hay không. Cảm xúc dâng trào lên như là ngày mới. Lâu quá rồi, cũng chẳng có gặp lại chúng nó được đâu. Liên lạc cũng chẳng được nên cũng nhớ lắm. Mấy căn nhà cũng đã được thay đổi bộ khung mới. Ba thằng bạn thân của tôi trên là Kiên Dính và Phức. Lâu rồi nên gặp lại làm cho một bữa ra trò. Đi qua nhà Phức thì không có ai, chỉ có Kiên và Dính ở nhà mà thôi. Nghĩ đến Phức mà đã đi làm xa nên cũng chưa có hỏi mấy thằng kia. Mọi chuyện trong mấy năm qua tôi đi vắng cũng đã được tiết lộ vào buổi ăn sáng ngày hôm đó. Vào trong quán nhậu, cũng gặp vài người quen thân thiết nữa, nên buôn chuyện cũng lâu. Kiên và Đính vui khi gặp tôi lắm, trò chuyện bao nhiêu là thứ. Thằng thì vẫn bám chắc với cả cái nghề chài lưới, bám mặt vào trên dòng sông quê hương, đã nuôi lớn biết bao nhiêu thế hệ. Hai thằng cứ chuốc hết cốc này đến cốc khác, làm cho tôi cũng hơi choáng váng. Hơi men cũng đã ngà ngà, sực nhớ đến Phức. Tôi mới hỏi chuyện. Tao đi mấy năm nay không về rồi. Chúng mày ở nhà có biến động gì không? Mà thằng Phước nó đi đâu rồi? Sao tao vào nhà vắng tanh vậy? Nó cũng đi làm rồi sao? Hai thằng kia bỗng đỏ bừng mặt. Khi nghe xong câu hỏi thì nhìn nhau, rồi quay sang, cúi mặt xuống. Tôi uống thêm cốc nữa, rồi lắc mạnh người của thằng Kiên mà gắt. Nó đâu rồi? Sao chúng mày làm sao thế? Hay là lại có chuyện gì không hay rồi à? Nói nhanh xem nào. Chúng mày im vậy. Hai thằng đó nhìn nhau một lúc rồi chả hiểu sao. Toàn thân của hai thằng bắt đầu run lên bần bật rồi khóc ngay tại chỗ. Khuôn mặt đang tấy lên vì rượu lúc này cũng đã tràn lệ. Chúng nó đưa mắt nhìn tôi rồi sụt sịt. Tao xin lỗi. Tao không giúp gì được cho thằng Phước. Nó chết rồi Tân ạ. Cả mẹ nó cũng mất luôn. Bọn tao không biết phải làm sao nữa. Tao xin lỗi. Tôi như chết lặng trước câu nói đó, không tin vào những gì mà mình đã được tận tai nghe thấy. Tôi lắp bắp, hỏi lại cho rõ ràng. Mày nói cái gì cơ? Thằng Phước chết? Chết rồi là sao? Tại sao? Tại sao lại chết? Lúc tao đi tao đã dặn là khi nào về, chúng mày phải còn đầy đủ đón tao cơ mà. Sao lại thành ra cái nông nỗi này? Bốn thằng chúng tôi chơi với nhau thân như anh em ruột. Giờ mất đi một ghe mà lòng thì quặn thắt. Cũng chẳng kìm được nước mắt, tôi cũng đã rơi lệ. Thằng Đính im lặng một hồi, nuốt nuốt cốc rượu, rồi sụt sịt cũng đã kể lại cho tôi nghe đầu đuôi cái câu chuyện đó. Chả là gần 2 năm về trước, lúc đó mẹ của thằng Phước qua đời. Sau khi căn bệnh lâu năm đã hành hạ bà đau đớn, thì bà cũng đã chút hơi thở cuối cùng, chấm dứt mọi thứ. Thằng Phước trước đó vẫn chạy ngược chạy xuôi, làm lụng vất vả biết bao nhiêu là thứ để mua thuốc thang giúp đỡ mẹ phần nào. Mong mẹ mau khỏi, dù cơ hội cũng chỉ là mong manh. Thế nhưng mà cuộc sống này thực sự là bất công. Bao nhiêu nỗ lực cũng không thể tránh khỏi được cái số phận. Ngày mẹ nó ra đi, Phước thì như là người mất trí, cũng đã làm hết tất cả, nỗ lực hết mình, nhưng cũng chẳng thể cứu sống được mẹ nó. Mẹ nó mất khi nó vừa mang thuốc đến về đến cổng. Mọi người ai cũng xót thương cho số phận của nó.
Căn nhà chỉ có mỗi mình hai mẹ con, nhìn đã vắng vẻ lắm rồi. Giờ thì cuộc sống cũng chỉ còn bơ vơ trong cái căn nhà đầy ắp mùi nhang khói bay bốc lên thường xuyên. Kiên và Đính thì vẫn ngày nào cũng tranh thủ sang nói chuyện với cả Phức cho đỡ buồn. Khuyên bảo nó cứ lầm lũi từng ngày vậy, không có muốn nhận sự giúp đỡ từ ai. Kiên và Đính cũng đã đành phải như vậy chứ biết làm sao được. Vì có nói gì đi chăng nữa thì nó cũng nghe, cứ sống theo cách của nó. Rồi một tối nọ, sau khi đi uống rượu về say mềm, cả ba thằng lững thững vắt tay nhau đi lên trên con đường nghêu ngao câu hát, thì đột nhiên cả ba thằng bỗng dừng lại vì thấy có thứ gì đó hơi sang sáng ở phía trên đường đi. Kiên đã nuốt nước bọt rồi căng mắt ra nhìn thật kỹ. Nó vội reo lên với cả hai thằng kia. Này, 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 chúng mày thấy gì chưa? Ông trời thương tình đấy. Cả một đống tài sản kia, kia. Ông trời thương thật rồi. Cả gia tài đây rồi. Cầm lấy đã. Anh em mình có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Không thành vấn đề gì đâu. Cứ để gọn vào thôi. Đêm rồi cũng chả ai để ý. Tao lấy túi bóng đen cột vào. Mai sang nhà tao rồi tính tiếp. Phức lấy ra một cái túi chụp lấy cái thứ kia lại. Có vẻ là trông cũng nặng đấy. Nó chật vật mãi rồi cũng nhấc gọn được lên. Sau đó đi về nhà. Đêm ngày hôm đó, thằng Kiên chật vật ở trên giường, lăn lộn, không phải là vì hơi men, cũng không phải là vì khó ngủ, mà nó đang suy nghĩ. Suy nghĩ về vấn đề xem là nên làm như thế nào với cả đống tài sản kia. Nghèo thì ai cũng nghèo, nhưng mà thiếu thốn quá cũng chẳng phải. Nó nghĩ thằng Phức vẫn cần số đó hơn là để mở vốn làm ăn thì tốt biết mấy. Bao nhiêu thứ cứ suy tư, cứ thế dồn nén, làm cho nó trằn trọc cả đêm. Nhìn lên bờ tường đợi chờ trời sáng, cuối cùng nó cũng đã đưa ra quyết định riêng của mình. Vừa mới tờ mờ sáng, nó đã đi thẳng đến nhà thằng Đính nói chuyện. Hai thằng thì thầm to nhỏ với cả nhau chuyện gì đó, rồi sau đó mới đi sang bên nhà của thằng Phức. Thằng Phức nghe thấy thì gọi điện cho hai thằng bạn, cũng vội ra bên ngoài cửa mở. Đi vào bên trong thì chúng nó cũng đã mau chóng đóng sầm cửa lại. Cả ba thằng cùng thắp nhang lên trên ban thờ mẹ của thằng Phức. Thì đột nhiên ba cây nhang bùng cháy lên dữ dội, khiến cho ba thằng cảm thấy giật mình, toát cả mồ hôi. Phức nhìn mà run run. Không biết có điềm lành hay là dữ đây. Mẹ tao linh thiêng cảnh báo đấy. Tính sao bây giờ tụi mày? Không sao đâu, sắp đổi đời rồi đấy. Mở ra xem nào. Hai thằng kia cũng đã giục giã Phức. Bỏ qua mấy nén nhang, ba thằng ngồi xuống ban thờ và từ từ mở ở trong cái túi bóng đen ra. Đó là cả một khối được làm bằng vàng, nhìn đã mắt. Phức lấy nước ra rửa lại cho sạch sẽ. Nhìn qua nhìn lại một hồi, Kiên lên tiếng xóa tan cái âm thanh im lặng. Bởi hai thằng kia đang ngắm nghía khá tỉ mỉ, mà nói. Này, tao tính như thế này đi. Bây giờ thì bọn mình chưa cần cái số tiền này. Nhưng mày thì chắc chắn là có lẽ đang rất cần số đó. Mày giữ lấy đổi đi mà tiêu. Ngày mốt chủ nhật, ba thằng mình đi ra tiệm cùng đổi. Mày có bị làm sao không vậy? Chả nhẽ tao cần chúng mày thương hại tao đến vậy cơ sao? Đã thế tao không cần nữa. Vứt ra bên ngoài kia đi, để tao tự xử lý. Mặc xác chúng mày, đừng có cái kiểu thương hại như vậy. Thằng Phức vùng vằng đập bàn rồi quát. Biết tính của bạn mình nóng nảy, hai thằng cũng không còn cách gì khác. Nhưng Kiên đã dịu giọng nói thẳng vào vấn đề chính luôn. Tao biết là mày quen một con bé xóm bên, nhưng mà chắc gì là gia cảnh của mày với cả gia đình bên đó họ đã đồng ý cho mày. Nghĩ kỹ lại đi, bọn tao cũng chỉ muốn tốt cho mày mà thôi, không có ác ý hay làm sao đâu. Đổi tiền rồi mau chóng xây một căn nhà đi. Anh em bọn tao sao cũng được, nhưng mày thì lại khác. Còn tiền lúc nào có thì lấy sau, không có thành vấn đề. Phức ngồi xuống dưới bàn cũng suy nghĩ. Quả thực thì lời của thằng Kiên nói cũng chẳng có sai. Nhưng nó cảm thấy áy náy, chả biết nói sao cho vừa phải thì Đính cũng đã vỗ vai gật đầu, y như là tỏ vẻ tán thành đối với cả Kiên. Chẳng còn cách nào từ chối được nữa. Phức đành gật đầu hẹn mấy đứa sang, rồi cùng nhau đi đổi tiền. Hai thằng quay trở về nhà với suy nghĩ mông lung, nhưng chúng đều cảm thấy là mình đã quyết định đúng đắn. Gia đình của hai thằng thì vẫn còn, chứ đâu có giống như thằng Phức, sống bơ vơ một mình mà cũng tội. Ngay trong đêm hôm đó, cái căn nhà của thằng Phức,
ánh điện vẫn sáng trưng, thì đột nhiên có một luồng gió không biết từ đâu sộc tới, làm cho nó nằm ở trên giường lạnh cả người. Ánh đèn bắt đầu chập chờn. Phước nghĩ là mọi thứ cũng đã đóng được hết vào rồi, thì làm sao mà lại có gió thổi như vậy được. Đứng lên đi kiểm tra xung quanh, thì nó gặp được một người con gái, tóc dài, khuôn mặt toát lên cái vẻ gì đó ớn lạnh, nhưng trông rất xinh xắn, đang đứng ở góc cửa bất ngờ. Lúc này thì nó ngợp người và có phần gì đó bàng hoàng, vì chả hiểu lý do gì vì sao mà cô gái xinh đẹp kia lại tự nhiên xuất hiện ở ngay trước mặt của mình, mặc dù cửa vẫn chưa có mở. Phước chợp mắt liên tục để xem mình có đang mơ hay là không. Ánh đèn thì lại bình thường trở lại, và bên ngoài là một màn đen dày đặc bao trùm lấy tất cả mọi thứ. Quả thực là vừa bất ngờ, vừa đáng sợ. Cô gái này cũng chẳng hề có quen biết Phước từ trước. Phước lúc này thì lùi lại phía chân giường, rồi ngồi bệt xuống, mồm thì lắp bắp hỏi từng câu không có thành tiếng. Cô là ai? Sao lại vào nhà tôi được? Rõ ràng là tôi đã chốt cửa rồi cơ mà. Không có lý nào. Cô gái đó từ từ tiến lại với bước đi khoan thai, nhìn Phước rồi nở ra một nụ cười hiền dịu, làm cho tim của nó đập lên liên hồi, vì đây là lần đầu tiên nó gặp được một cô gái đẹp đến như vậy. Nuốt nước bọt, Phước gượng gạo hỏi lại lần nữa để nhận được câu trả lời từ người con gái kia. Tôi là người anh mang về. Giờ tôi đã là vợ của anh. Quả thực nghe xong mà Phước muốn đứng người, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nó lắp bắp. Thật vậy sao? Sao lại có thể thế được cơ chứ? Cô gái kia không có nói gì thêm, rồi gật đầu thay cho câu trả lời, từ từ cúi xuống áp sát mặt phả cái hơi lạnh vào mặt của nó, rồi từ từ thiếp đi. Căn nhà cũng đã chìm dần vào trong cái màn đêm. Tiếng tu rượu ừng ực mạnh của thằng Đính. Nó lắc đầu mạnh. Biết thế thì hôm đó, bọn tao cùng với cả nó mà đi đổi tiền luôn rồi. Thì đâu có đến nỗi như ngày hôm nay. Lúc thắp hương ở nhà nó, tao chỉ nghĩ là hương bén nên mới cháy to như vậy. Mà quả thực là ai có ngờ chứ. Đều là linh tính trước của người âm, nào đâu có sai. Những người xung quanh thì bắt đầu xì xào về cuộc nói chuyện của chúng tôi. Thằng Kiên để ý trước, đẩy chân rồi nói. Mày ơi, về thôi mày. Ở đây lắm người ngồi nhìn rồi đấy, mất hay. Chúng nó nhìn tao hơi lâu rồi. Chắc tao mới về nên lạ ấy mà. Vào gói ít đồ ăn về nhà thằng Phước đi, nhanh lên nào. Tôi kéo hai thằng đứng dậy, trả tiền, rồi mua thêm rượu cùng với cả ít đồ ăn để về tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Rời khỏi cái quán sau khi cũng đã ngồi được khá lâu, ba thằng chúng tôi đi về nhà của thằng Phước. Người có vẻ cũng hơi siêu vẹo đi vì cái hơi men. Về đến nơi, căn nhà vẫn khóa trong cái sự im lìm. Đường cũng đã vắng tanh vì người ta cũng đã đi làm hết. Kiên lấy trong người ra một chùm chìa khóa, mở cánh cửa gỗ cũ kỹ. Bụi cũng đã răng đầy, kêu lên những cái tiếng kéo kẹt nghe đến não cả ruột. Khung cảnh xung quanh thì lác xác, vài cái lá từ những cái cây lớn trồng ở hai bên đường. Vơ tạm lấy cái chổi rồi quét cho gọn gàng, chúng tôi mới đi vào bên trong nhà. Cánh cửa vừa được mở ra, tôi đã thấy có sự khác biệt gì đó. Bởi vì đa phần là những ngôi nhà bỏ hoang thì đều bụi bẩn, rồi lại có cả mạng nhện răng chi chít. Thế nhưng đây thì lại khác. Đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài nhìn xung quanh thì đột nhiên, thằng Kiên đi tới, nhìn tôi rồi khẽ nói. Mày yên tâm đi, tất cả mọi việc của thằng Phúc bây giờ tao lo liệu hết. Nhà cửa lúc nào cũng phải cho đàng hoàng chứ, còn dỗ chạp nó nữa mà. Tôi cũng gật đầu đáp trả lại và đi vào bên trong bếp, lấy cái đĩa ra rồi cho thức ăn uống vào và đặt lên trên ban thờ thắp nhang cho thằng bạn quá cố. Tôi lấy một bao thuốc ra châm lửa, nhả khói ra xung quanh, rồi ngồi xuống ghế gỗ, sau đó giục thằng Đính. Chuyện gì tiếp theo nữa? Nói nhanh cho tao xem nào. Mày có biết là bố mày đang nôn nóng lắm hay không? Kể đi xem nào. Thằng Đính sau khi nghe giục thì mới giật mình, tiếp tục lại câu chuyện lúc nãy. Cả đêm đó, Phước cùng với cả cô gái lạ mặt kia ân ái chả khác gì là hai vợ chồng ở trong căn nhà này. Nó cũng đã từng nghĩ rằng ông trời có mắt,
thấu tình nên mới giúp nó có được một cô vợ xinh đẹp như thế kia. Nó như muốn bỏ bê tất cả, chỉ muốn giúp ở bên trong ngôi nhà và không muốn có làm gì thêm. Trong khi đó thì bên ngoài mọi thứ cũng vẫn đã diễn ra như bình thường. Người này người kia cứ thế bước theo cái nhịp sống với cả bao lo toan. Không ai thấy nó ra bên ngoài từ lúc hôm đó, cho đến khi tận hôm mà ba thằng đã dự tính là sẽ đi đổi vàng. Kiên và Đính sang bên nhà Phức. Bên trong căn nhà thì vẫn vắng. Hai thằng gọi vào bên trong. Phức ơi! Phức! Có nhà hay không? Tiếng cánh cửa mở ra, thằng Phức ló mặt ra bên ngoài, đôi mắt thâm quầng nhìn hai thằng bạn ngơ ngác mà nói. Xin lỗi chúng mày nhé. Nay tao mệt nên không đi được. Thông cảm cho tao. Đợi tao khỏi rồi anh em đi nhé. Chả biết làm gì thêm nên hai thằng kia cũng đã gật đầu mà đi về. Thằng Phức lại rúc vào bên trong nhà rồi sống với cả cái thứ quái dị bên trong mà không có một ai biết. Rồi mấy hôm sau, khi mà hai thằng đến gọi thì cũng không hề có bất kỳ một câu trả lời nào cả. Hỏi mọi người xung quanh thì chả có thấy nó ra ngoài, thì mới cuống cuồng phá cửa để mà chạy vào bên trong. Thì hỡi ôi, cánh cửa vừa được phá bung ra thì hai thằng như chết lặng trước cái sự việc ở trước mắt. Thằng bạn Chí Cốt cũng đã treo cổ tự tử, mắt của nó trợn ngược ra, trên thân thể gầy gò còn mỗi một cái quần đùi. Người ta kéo nhau đến xem thằng Phức đã bị làm sao. Không ai có thể tin vào mắt của mình. Nó vẫn còn sống khỏe mạnh như vậy mà sao đã lại nghĩ quẩn đến mức phải treo cổ tự tử như thế. Uống chén rượu xong, tôi ngó mặt lên trên ban thờ nhìn ảnh của thằng Phức mà khẽ nói nhỏ trong tiềm thức như muốn tâm sự với cả di ảnh của người bạn quá cố. Tao về muộn rồi. Mấy năm qua tao không hề có hay biết gì về tin tức của mày ở nhà. Cả xóm lại góp tiền lại để tổ chức cho nó một cái đám tang cho nó chu đáo. Nhưng có một điều lạ, đêm hôm đó, những người ngồi trong cái áo quan đều nghe thấy những cái âm thanh kỳ quái, nào là khóc, nào là cười, nhưng không ai nhận ra được có âm thanh ở đâu phát ra. Mấy người già trong làng thì kéo tay thằng Kiên lại mà nói: "Chúng mày nên đi xem thầy cho nó đi. Tao nghĩ nó không ngu gì mà lại đi tự tử đâu. Có khi chết oan đấy con ạ." Đám ma cho nó xong thì đi nhờ thầy giúp đỡ, kẻo lại không hay. Kiên vâng dạ nghe theo, nhưng cũng để đó đã vì mọi chuyện cũng đang rối tung hết cả lên, chả biết đâu về đâu nữa. Cho đến khi trời bắt đầu chuyển sáng, tiếng còng vang lên não nuột đưa người bạn thân về với cả đất mẹ. Về nơi chín suối cùng với cả bà mẹ già đã mất đó không lâu, ai nấy cũng không khỏi kìm được nước mắt. Và cái áo quan kia nặng nề một cách đột ngột như khiêng ra ngoài xe đòn. Nếu như không có sự trợ giúp của cả đám thanh niên thì có lẽ là không thể nhấc nổi được nó lên rồi. Mấy người khiêng toát hết cả mồ hôi đã gào lên: "Thằng này gầy nhom mà sao nặng như thế này hả mọi người?" Gần chục người cũng đã xúm lại mới có thể cho nó lên trên xe được. Gió cũng đã bắt đầu thổi lớn, thốc vào tóc của từng người bay bổng. Đính cũng không thấy có ổn, chiếc xe vừa kéo vừa đẩy nặng trĩu, chật vật mãi mới ra được đến ngoài nghĩa trang. Mồ hôi của ai nấy cũng đã đều toát hết cả ra. Bê xuống dưới hố rồi đắp đất lại thì cũng là lúc trời nổi cơn mưa to, làm cho Đính có linh tính rằng điểm báo không hay đang sắp sửa tới. Đắp đất cho nhanh chóng thì tất cả mọi người xong xuôi cũng đã vội vàng ra về. Hương có đốt cũng chẳng lên được vì mưa to, nên đợi chiều tối rồi hãng tính đến cái chuyện thắp nhang. Bữa cơm thân mật cũng đã xong xuôi. Căn nhà giờ chỉ còn lại thằng Kiên và thằng Đính ở trong cơn mưa nặng hạt. Hai thằng đốt cháy cái dây mà thằng Phước dùng để tự tử xong thì bắt đầu ngồi bàn với cả nhau. Này, có thấy chuyện gì kỳ lạ hay không? Hay là nghe theo lời của các bà ấy đi, tìm thầy giải quyết xem có chuyện gì với cả nó hay không? Không, tao nghĩ là có chuyện thật rồi đấy. Ừ, tao thấy cũng có thể là như vậy đấy. Và lại các bà ấy nói cũng có sai đâu cơ chứ. Nó gầy như vậy thì làm gì mà đến tận 10 người khiêng được. Không bao giờ có chuyện đó. Kiên cũng khẳng định lại với cả những lời của bạn. Hai thằng đi đi lại lại, sau đó nhìn nhau, rồi lại đi ra bên ngoài trời mưa tầm tã kéo dài ở ngoài trời kia. Mặt đường rất trơn, vũng đọng nước lại cho tới chiều mới ngớt lại.
Trời cũng đã ngớt, chỉ còn có hạt mưa bay bay. Hai thằng cầm xẻng đóng cửa lại, đội nón chắc chắn, cầm bó nhang để đi ra bên ngoài mộ. Hai thằng đắp từng miếng cỏ ướt nặng nhọc, nghỉ tay, đính lau mặt rồi khẽ chép miệng. Chết sớm còn khổ nữa, không để đắp mộ cho xong rồi mưa cũng được. Có cần phải như thế này hay không? Đi cũng khó khăn, chứ nói đến đắp thì còn khó nữa chứ làm sao. Ông trời không biết sao lại bất công với cả nó như vậy cơ chứ. Thôi bớt cằn nhằn đi, mọi thứ đều theo số mệnh, mày đổi làm sao được. Đắp cho nó xong rồi còn về nghỉ ngơi. Mấy ngày nay chả được ngủ, mai còn phải đi làm luôn đấy. Kiên gõ nhẹ rồi bắt đầu đào những nấm cỏ đắp ở trên mộ. Đắp xong xuôi, hai thằng về nhà uống rượu với cả nhau. Đang trong lúc người đang cồn cào thì Kiên cúi người xuống dưới nền nhà, để ý ở dưới cái tủ hình như có thứ gì đó đang lóe lên. Nó kéo đính lại và hỏi: cái cục vàng kia, nó chưa tiêu à? Mà sao để đây hôm nọ mà trái phát hiện vậy? Tính sao đây? Ừ nhỉ, lạ thật, chả nhẽ nó có liên quan đến cái chết của thằng Phức. Đính thì hốt hoảng đáp lại. Hai thằng ngó nhìn nhau, không nói thêm một lời nào nữa. Trời cuối cùng cũng đã tối rồi, không ở lại lâu được. Hai thằng đóng chặt cánh cửa lại rồi quay trở ra về. Tờ mờ sáng, hai thằng đã ra bên kia thắp nhang cúng cơm cho bạn của mình. Xong xuôi, cả hai lấy một miếng ván gán vào cái cục vàng kia, rồi đi sang xóm bên nhờ ông thầy bên đó xem có chuyện gì hay không. Từng bước chân vội vã, cái bọc thì to tướng, ai đấy đi qua cũng phải nhìn lại, làm cho hai thằng cảm thấy khó chịu. Bước vào chỗ cánh cổng kia, một người đàn ông trung niên chả hiểu sao cầm chậu nước đứng ngay ở trước cổng. Hai thằng vừa đi tới nơi, chưa kịp nói thêm một câu gì, cũng chưa kịp chào hỏi thì người đàn ông đó bắt đặt cái thứ ở bên trong túi xuống. Hai thằng có vẻ ái ngại, nhưng ông ta mỉm cười. Để nó xuống cho ta. Cứ yên tâm để nó xuống đây, không có làm sao hết đâu. Hai thằng nhóc bóc vội ra rồi để xuống. Ông ta đổ cái thứ ở trong chậu đó xuống dưới cái chỗ đó, rồi đứng nhìn. Hai thằng kia cứ đứng thế, nhưng không hề có bất kỳ có dấu hiệu gì xảy ra. Ông đó đưa tay áo lên xoa mặt rồi nói: đi vào nhà đi, ném cái này vào trong khu vườn kia, không ai nhặt được thì lại khổ. Nghe lời, hai thằng ném chỗ vàng kia vào bên trong, rồi đi theo ông đó vào trong nhà. Hóa ra ông ta là ông thầy mà hai thằng đang tìm. Chả hiểu cơ duyên gì mà ông ta lại biết trước để ra ngoài đầu ngõ rồi. Vừa vào bên trong nhà, ông ta cũng đã nói chuyện luôn. Hôm trước cũng đã có người sang kể với ta chuyện về anh chàng treo cổ kia rồi. Ta cũng đã thấy làm lạ, cho nên cũng là xem thử nhưng không có ra. Nhưng nay thấy hai người cầm cái thứ kia thì ta cũng đã biết là có chuyện. Vì nó đâu có phải là vàng, nó là của quỷ. Và con quỷ ở bên trong đó, nó đã ép cậu ta phải tự tử đấy. Từng lời, từng chữ mà ông thầy đưa ra quả thực là hai thằng không thể tin nổi. Nhưng bây giờ và hiện tại thì lại đang có chuyện gì xảy ra thì chả ai biết. Kiên đã vội vàng hỏi: vậy thằng bạn tôi nó đang làm sao ạ? Nó chết rồi. Điều đó thì không phải bàn cãi nữa. Nhưng mà có một điều mà mấy cậu nên biết. Đó là thằng bạn của hai cậu đang bị con quỷ kia nó giữ hồn để làm tay sai cho nó, bằng cách là để cái cục chết tiệt kia kìa. Nhưng mà hai cậu cũng đã ra đây rồi, giờ chuẩn bị đồ đạc, tối nay chúng ta sẽ ra bên ngoài mộ của cậu ta để giải quyết chuyện còn lại. Cứ về đi, không có sao đâu. Tối 8 giờ sang đây phụ tôi một tay nhá. Hai thằng nghe xong thì ngồi im. Lúc này mới tự trách bản thân mình vì đã đưa cái thứ kia cho thằng Phức, và giờ kết cục thì đã chả thay đổi được, mà hơn thế nữa, mọi việc có vẻ dường như đang tồi tệ thêm. Nghe đến vong hồn của bạn mình vẫn đang bị giam giữ, cho nên Kiên và Đính đã vô cùng lo lắng, nhưng ông thầy cũng đã giúp, cho nên cũng có bớt phần lo lắng hơn. Hai thằng về tới nhà, chỉ giúp bên trong nhà thằng Phức mà thở dài. Đã không giúp nó, mà cuối cùng lại còn hại nó ra nông nỗi như thế này. Thời gian thì cứ thế trôi đi trong cái sự mong ngóng của cả hai thằng. Chả ai đứng yên hay là ngồi yên được. Đi đi lại lại, đi ra đi vào. Cho đến khi ánh nắng tắt, chúng mới ngồi vào bàn ăn
rồi mau chóng sang bên nhà ông thầy. Có vẻ sớm hơn dự tính nhưng cũng không có vấn đề gì cả. Ông thầy lấy cái thau đồng ra, đựng cái thứ kia vào bên trong rồi đổ một chút bột trắng, rồi chùm khăn đỏ mang ra ngoài nghĩa địa. Hai thằng chỉ biết bê đồ ra cho ông thầy làm một cái lễ, chứ cũng không thắc mắc gì thêm. Ánh nắng cũng đã bị những đám mây che phủ đi, không khí trở nên ảm đạm biết bao nhiêu, pha thêm chút sợ sệt của cả hai thằng không biết rằng chuyện gì sẽ diễn ra đêm nay. Một không gian tối om bao trùm lấy mọi thứ, con đường đất cũng khá là trơn vì mới mưa xong nên cả ba phải đi cẩn thận. Ra đến bên ngoài nghĩa địa, vừa đi vào bên trong thì thấy những ngôi mộ san sát nhau mang cái vẻ u ám, rợn lạnh cả người. Kiên và Đính hơi chùn chân, không biết nên làm gì nữa. Ông thầy đi trước, quay lại giục. Đi đi, còn chần chờ gì nữa? Không nhanh là không cứu được nó đâu. Nghe vậy, hai thằng đã cố gắng đẩy hết nỗi sợ hãi vào bên trong để đi theo ông thầy tiến vào một chỗ ngôi mộ mới đắp ngoài kia của thằng bạn Chí Cốt. Ra đến chỗ mộ của thằng Phức, ông thầy cho dàn một cái bạt ra rồi để nhiều thứ lỉnh kỉnh mà Kiên lôi ra từ trong cái bọc to đùng nặng trĩu. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, bày biện trận, ông thầy đặt cái chậu kia xuống, giải thứ bột gì đó thành một vòng tròn cho hai thằng đứng vào bên trong, dặn rằng cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không được đứng bên ngoài cái vòng này nếu như chưa được ông ta gọi. Tất cả đều phải ở bên trong. Nếu như bước ra bên ngoài thì hậu quả khó có thể mà gánh chịu được. Lúc đó thì vô phương cứu chữa. Khoan thai ngồi xuống phía dưới, nhìn hai thằng đã đứng chắc chắn là ở bên trong vòng tròn, lắc mạnh cái chuông, rồi lẩm nhẩm đọc những âm thanh vang dội như quấy động cả một vùng u ám này. Gió cứ thế sộc thẳng vào người, làm cho cơ thể của cả hai thằng run lên bần bật vì lạnh. Kiên kéo người Đính lại rồi hỏi. Lạnh quá mày, đi ra ngoài vòng lấy chút đồ mặc vào được không? Chết cóng bây giờ đấy. Nghe lời đi, mày ra bên ngoài có chuyện thì làm sao? Cứ nghe tao, đứng im ở trong này, không được nhúc nhích gì nữa. Nhìn mà xem đi kìa. Đính gắt nhỏ, đủ cho thằng bạn nghe thấy. Rồi sau khi đọc xong, ông ta đốt một tấm bùa vào bên trong cái thau đồng kia. Lửa bốc lên, thân hình gầy gò của thằng Phức bỗng hiện lên mờ mờ ảo ảo. Có vẻ là đang rất đau đớn. Có những thứ gì đó rớt ra bên ngoài tấm áo trắng kia trông thật là kinh dị. Cổ của nó bị trói bởi một dây xích, tay thì ôm chặt lấy sợi xích đó, trông thực sự là rất tội nghiệp. Đính lúc này mới hốt hoảng, không giữ được nổi bình tĩnh mà đã gào lên, định lao ngay ra bên ngoài. Phức, đừng sợ, tao đến cứu mày đây. Yên tâm đi, không phải lo lắng gì hết. Này mày sẽ không phải bị như vậy nữa đâu. Kiên kéo người nó lại rồi quát lớn. Mày im đi, không nhớ lời của thầy dặn hay sao? Đứng yên. Bất kỳ điều gì cũng không được ra bên ngoài, cho đến khi thầy nói lại, nghe rõ chưa? Trông thằng Phức đang đau đớn, mồm của nó muốn nói gì đó nhưng không được. Ông thầy cau mày nhìn lại làm cho cả hai thằng đang đứng kia giật bắn cả mình. Sau đó ông quát lớn vào không trung. Con quỷ kia, khôn hồn muốn sống thì mau hiện nguyên hình ra đây. Không thì đừng có trách là ta ác và không có nói trước. Thả vong hồn của người này ra đi, nhanh lên. Tiếng cười vang vọng giữa không trung, chu chéo cả một chỗ nghĩa địa này. Người của hai thằng lúc này thì run bần bật, chả biết là nên làm thêm điều gì nữa. Mắt thì cứ đảo liên hồi nhìn ngó xung quanh xem nó có đột nhiên mà xuất hiện hay không. Ông thầy cũng đã đứng dậy, gàn tiếp. Ta không có muốn nói nhiều. Khôn hồn thì mau ra đây bằng không. Ta sẽ đánh cho hồn tan phách lạc. Đầy xuống ngạ quỷ sẽ không thể siêu sinh được đâu. Nhưng lần này không hề có câu trả lời bằng điệu cười quái dị kia nữa, mà nó được trả lời bằng một làn gió mạnh như muốn cuốn phăng đi hết tất cả. Kiên quay lại thì giật mình, gẩy tay Đính làm cho Đính quay sang. Hốt hoảng, nhưng chúng nó cũng đã kịp bịt chặt mồm để tránh phát ra tiếng kêu. Một khuôn mặt quái dị hiện ra đằng sau lưng. Lần đầu tiên chúng nó đã được áp mặt với cả cái thứ quái dị đó. Tim như muốn rớt ra bên ngoài. Kiên cựa quậy phát ra tiếng động, ú ớ để cho thầy biết. Ông thầy thì đã nhận thấy,
bèn đốt một lá bùa sáng rực lên, làm cho mắt của con quỷ phải chói. Nó lấy tay che áo lại, rồi thầy quát lớn. Ngồi im xuống đi. Hai thằng nghe lời răm rắp, rồi ngồi gọn xuống dưới đất, lấy tay che mặt không có dám nhìn nữa. Ông thầy lấy một cành dâu đã chuẩn bị sẵn ra, quất túi bụi vào người của con quỷ kia. Con quỷ lúc này thì cũng chỉ biết gào lên. Những ánh nến vẫn cháy leo lét, dù cho có gió to đến như thế nào, nó vẫn cứ bập bùng như vậy. Những vết xước của con quỷ đã bị đánh thì bắt đầu đã nhễu ra những cái thứ màu đen, nhìn rợn cả người. Hai thằng không có dám nhìn trực tiếp mà chỉ hé hé mắt tí hí mà thôi. Lần đầu tiên bọn chúng được trải nghiệm một cách dã man nhất mà không nghĩ rằng mình sẽ gặp nó đột ngột đến như vậy. Đến giờ, cái khuôn mặt đã bị phân hủy, lòi cả thịt rũ ra. Chân tay thì cũng chẳng kém phần long trọng, đang in trong tâm trí của cả hai thằng. Hai thằng mắt không rời từng cử chỉ của một ông thầy. Ông ta quật con quỷ lăn xuống dưới đất, mồm vừa lẩm bẩm đế thêm. Thầy quật chết nó đi, dám dọa bọn tao à? Cho nó chết đi thầy ạ. Con quỷ lúc này lăn lộn ở dưới đất gào thét điên loạn. Ông thầy vẫn ra tay không có chút thương tiếc. Không có gì gọi là nhân nhượng cho những thứ như thế này cả. Cành dâu quật cho đến khi gãy cả cành thì con quỷ cũng đã hừ hừ đứng dậy. Nhưng mà nó đứng không vững, kéo cái dây xích chỗ vong của thằng Phức lại đang đau đớn quằn quại ở phía dưới đất. Ông thầy chạy lại, thế nhưng do tuổi cao nên ông đã đi chậm hơn con quỷ một bước. Ông định vớ hồn của thằng Phức lại, nhưng mà do con quỷ đã trả đòn bởi cái móng tay dài ngoằng kia thọc vào, sắc nhọn cào một nhát mạnh sau lưng của ông. Máu của ông ta lúc này đã té ra đọng cả vào người của nó. Nhưng nó đã sai lầm. Máu của thầy Pháp là máu chuyên để đi trị ma. Máu của ông thầy bắn vào người của con quỷ kia, khiến cho toàn thân của nó bốc khói, người thì như bị lửa thiêu. Nó vật ngược ra đất rồi lăn lộn. Ông thầy cũng nhanh như cắt, choàng cái áo vào vong hồn của thằng Phức, rồi lấy bùa đốt cháy đọc lệnh, làm cho sợi xích kia bỗng đứt phăng ra một cách kỳ lạ trước mắt của cả hai thằng. Xong con quỷ vẫn đang lăn lộn như là một con thú hoang đã bị thương. Ông thầy bỗng gào lên. Lấy cái lọ màu đen trong túi, chạy ra kia đổ vào người nó đi, nhanh lên. Kiên nghe xong thì đứng phắt dậy, lấy hết can đảm bước ra khỏi cái vòng mà ông thầy đã vẩy bột lên. Chạy ra lấy cái túi kia, nhanh chóng lấy cái lọ màu đen, tiến thẳng ra chỗ con quỷ một cách lạnh lùng. Mồm của nó nghiến lên ken két mà quát. Mày đã giết bạn tao, nay tao sẽ xử lý mày. Xuống dưới kia để mà đền mạng cho bạn tao đi. Dứt lời nó đổ ông ộc vào con quỷ, thứ máu chó đỏ sộc thẳng vào đó, khiến cho con quỷ điên loạn mà gào thét một cách đau đớn. Toàn thân thì cứ thế rồi tan biến trong làn khói trắng phao. Gió cũng bắt đầu lặng đi, không có còn dữ dội nữa. Mọi thứ im lìm. Ông thầy gượng dậy, vết cào ở đằng sau lưng máu vẫn còn đang loang ra. Ông ta nhờ hai thằng lau lại sạch vết thương ở trên người của ông ấy, rồi sắp xếp lại bàn để mà làm lễ nhập mộ cho thằng bạn. Ông ta dặn thêm nhiều thứ, rồi bảo vẩy thứ nước đó xung quanh nhà, rồi cả làm muối gạo trong suốt 49 ngày để trừ oán khí của con quỷ kia đã để lại. Mọi việc cũng đã xong xuôi, ổn thỏa hết, ánh sáng ló lên từ phía mặt trời dần dần cũng đã hiện ra, chào đón ngày mới, chào đón những thứ mới hơn đang chuẩn bị diễn ra. Tôi thở dài, mở nhẹ cánh cửa sổ ra, tôi chẹp miệng nhìn hai thằng mà nói. Cảm ơn chúng mày nhé. Giờ thì ba anh em mình sẽ cùng lo cho nhau nhang khói cho nó. Tất cả đồng lòng tin tao mọi chuyện ổn định cả rồi. Đừng sợ, người chết cũng đã chết rồi. Giờ mình phải sống thay phần của nó nữa chứ. Coi như đó chính là lời động viên tới chính bản thân tôi để không sợ áy náy với cả những gì mà trong suốt thời gian qua. Tôi không có về nhà, nó đến bất ngờ. Mà thực sự là đáng sợ. Tôi cũng nói cho chúng nó biết về cái dự định sẽ sửa sang lại ngôi nhà của tôi và cô Kim, thì hai thằng nhìn nhau ái ngại, chẹp miệng nói tôi. Từ lúc mày về có làm sao hay không? Không, làm gì có cái gì? Sao chúng mày lại hỏi lạ vậy? Tôi ngơ ngác nghe câu của chúng nó hỏi. Hai thằng có vẻ ấp úng, ý định là không trả lời, lảng sang cái chuyện khác rồi ra về luôn. Về đến nhà thì cô Kim cũng đã nấu đồ ăn trưa rồi. Tôi chào cô quay sang hỏi.
qua bên đó có chuyện gì bất chắc không ạ con? Dạ không cô ạ, nhưng mà cũng có chút sợ sợ, nhưng giờ thì hết rồi. Con bé bị ma làm cho nên mới thành ra như vậy, sợ thật đấy. Cô Kim không có nói gì thêm với cả tôi, cứ tiếp tục cắm cúi vào làm bữa. Cho đến khi ngồi ăn trưa, tôi mới hỏi cô. À, sang tuần cháu chuẩn bị làm nhà đấy ạ. Có gì cô sang nhà bác Đức ở tạm vài ngày, để cháu thúc người ta làm nhanh, rồi về ở nhà mới cô ạ. Cô có ngại không? Ơi, không làm nhà được đâu con ơi. Cô Kim nghe xong thì phản ứng, đặt cái bát xuống dưới nền đất, nhìn tôi khẽ rơm rớm nước mắt. Ủa, có chuyện gì vậy ạ cô? Cô nói cho con nghe ạ. Không sao đâu cô. Mà sao cô lại khóc làm gì? Có chuyện gì đâu ạ? Tôi hốt hoảng hỏi lại. Bác Đức nhà mày, chết, chết mất rồi còn đâu. Giọng òa lên lắp bắp của cô Kim làm cho tôi cảm thấy có phần choáng váng. Đó là ông bác họ của tôi, cũng là người mà tôi tôn trọng. Nếu tính ra năm nay bác ấy mà còn sống thì cũng đã gần 60 tuổi rồi. Tôi lắc mạnh đầu một cái kêu răng rắc, không tin vào câu nói vừa rồi. Hỏi lại cô Kim, bác bị bệnh gì vậy hả cô? Sao lại mất đột ngột như vậy? Bệnh tật gì? Tất cả là tại cái dạng tre ở ngoài kia kìa. Còn mà nó đã bắt mất hồn của bác ấy đi rồi. Khổ quá con ơi. Cô Kim lăn lộn mà khóc. Thế là lý do hôm qua cô bảo con không được về nhà giữa đêm là đó sao? Nhưng tại sao lại thành ra như vậy? Cô nói cho con nghe xem nào. Tôi giục cô. Cô Kim sụt sịt hồi lâu rồi lau giọt nước mắt, bắt đầu kể lại mọi chuyện. Vào khoảng tầm cách đây gần một năm, hôm đó, bác Đức cũng đã sang nhà bên để nói chuyện cùng với cả cô Kim về cái chuyện sửa sang lại nhà cửa để xem có chỗ ở mới. Cô sống có một mình, mà tôi thì lại đi mất, cho nên mấy anh em trong nhà đùm bọc lẫn nhau. Cô Kim lúc đầu thì còn ái ngại vì không có muốn mọi người phải làm như vậy. Thế nhưng các bác thì cứ bảo không sao, phải làm như vậy để có cái che nắng, che mưa. Chứ căn nhà này cũng đã xuống cấp lâu lắm rồi. Mưa gió thì toàn bị dột, mà khi có bão thì không biết có trụ nổi nữa hay không. Thế rồi ngày hôm sau, các bác sang bên nhà tập trung đúng như là đã bàn kế hoạch. Việc đầu tiên là phải dỡ cái rặng tre ở ngay sau nhà để mà xây thành tường vây đã. Bác Đức thì mạnh dạn tiên phong, cầm lấy cái cuốc bổ từng nhát đầu tiên xuống dưới rặng tre. Nhưng nguyên cả một cành cây lớn vật thẳng vào người của bác đã làm cho bác ngã quỵ xuống trước bao nhiêu con mắt của anh em trong nhà đều bất ngờ. Ai nấy lúc này thì cũng đã tá hỏa, vội vàng đỡ bác ra bên ngoài rồi mau cho đi lên trên viện để xem có vấn đề gì hay không. Toàn thân của bác đã rớm máu, cơ thể thì bất động như chả biết một điều gì cả. Bác hôn mê đến tận mấy ngày sau thì mới tỉnh lại được. Khi tỉnh dậy, bác có vẻ vô cùng hoảng loạn, chắc là đã gặp thứ gì đó. Mất vài ngày sau thì mới có thể tĩnh tâm được để đưa về nhà. Nhưng mà bác chẳng thể đi lại được, cứ nằm im ở trên giường. May sao thì vẫn còn có thể nói chuyện được với cả mọi người. Bác kể lại rằng, đêm nào cũng có một người đàn ông đến bóp cổ rồi đòi lôi bác đi. Bác sợ hãi quá nên bác cũng không có ít khi ngủ được dù vẫn đang rất mệt. Điều đó làm cho con cháu cảm thấy có phần bất an. Họp mặt nhau để quyết định làm một gì đó, hoặc là mời một ông thầy để về giải quyết vấn đề này, xem thực hư ra làm sao, xem có chuyện gì đã đang xảy ra đối với cả bác. Người nhà nháo nhào chạy đi tìm, mời mãi cũng mời được một ông thầy đồng đến để mà giúp đỡ. Ông thầy ta đi vào trong nhà thì thấy tình hình của bác Đức có vẻ ngày một yếu đi, cũng lấy làm lo lắng. Ông thầy chẹp miệng rồi nói, rõ ràng là sinh khí của ông cụ đang yếu đi. Tối nay, tất cả mọi người hãy làm cho tôi một cái lễ thắp ở bàn thờ gia tiên. Ai nấy ở trong nhà hết nhá. Không có được đi ra bên ngoài bằng bất kỳ một giá nào. Ở nhà để mà nom ông cụ, tôi sẽ dán một tấm bùa lên trên cửa nhà. Nếu như lá bùa mà bị rơi xuống, thì mọi người chỉ cần biết là có chuyện không hay. Cái nhà bên đó chắc cũng chẳng thể yên tâm được. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Mọi người nhớ là không ai được đi ra ngoài nếu như không muốn chết. Ông ta đưa tờ giấy ghi những thứ cần phải dùng cho mọi người, rồi mau chóng đi về nhà. Ai nấy bắt đầu chuẩn bị những thứ mà ông thầy cần, bao gồm những cọc tre đổ máu chó mực,
tấm vải vàng khá rộng để quấn gọn lại một góc của chỗ tre hôm nọ đã đào lên, sắp xếp những cây nến đèn cầy đầy đủ vào xung quanh. Cho đến chiều muộn thì mọi thứ cũng đã được ổn định. Họ đào thêm một cái lỗ nhỏ để ông thầy đựng cái gì đó theo như ông ta đã yêu cầu. Xong xuôi, tất cả chỉ còn biết ngồi im để nhìn thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi qua với nỗi thấp thỏm. Ánh nắng mặt trời lúc này cũng đã tắt, mọi thứ chìm vào trong màn đêm. Ông bác Đức thì lúc này thở dồn khi cơn gió bên ngoài đập mạnh vào cửa làm cho con cháu cảm giác lo lắng. Ông thầy đi tới sau bao nhiêu con mắt của mọi người, dán tấm bùa lên trước cửa. Ông thầy chào mọi người rồi lẳng lặng bước ra bên ngoài ngắm nghía xung quanh. Mọi người ra bên ngoài đóng chặt cửa lại, bất kỳ có tiếng động gì cũng không được mở ra. Hãy đợi đến sáng rồi hẵng mở đấy nhá, nhớ lời của tôi dặn đấy. Tiếng quán triệt lớn từ con trai của bác Đức dặn dò mọi người. Mọi người thì vâng dạ, dù gì thì những lời nói sáng nay của ông thầy này cũng đã mang theo một thông điệp về sự lành ít giữ nhiều. Tính mạng của ông cụ Đức cũng đang được đặt trong buổi đêm ngày hôm nay. Đi từng bước ra bên ngoài chỗ đã được chuẩn bị, ông thầy khoác bộ áo pháp, nhìn đăm chiêu vào những khoảng tối. Ông ta lấy muối, gạo, rắc xung quanh chỗ đó, sau đó đốt những ánh nến đèn cầy đã được chuẩn bị sẵn. Mọi thứ sáng phừng lên, cả không gian thay đổi một cách lạ thường. Mồ hôi bắt đầu tứa ra trên gương mặt gầy gò đầy nếp nhăn của ông thầy. Cô Kim thì hôm đó đã đánh bạo, đục một cái lỗ nhỏ ra để mà xem ông ta có bị làm sao hay không. Đứng ở góc đó cũng rất có thể quan sát được mọi thứ. Mặc dù là cái lỗ đó khá nhỏ, cách một khoảng cũng kha khá, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn nhận ra được. Cô cũng đã tắt hết tất cả ánh đèn đi từ lâu rồi, đứng im ở trong nhà nhìn ra. Chỉ còn có tiếng thở nhẹ nhẹ của cô ở trong căn nhà này mà thôi. Ông thầy giải những tấm bùa vàng ra bay lên xung quanh theo làn gió, cầm chắc cây kiếm gỗ, dán lung tung những cái thứ gì kia rồi bắt đầu ngồi bệt xuống dưới đất lẩm nhẩm đọc thứ gì đó. Gió mỗi lúc rít mạnh lên, những tán cây đập vào nhau tạo nên một tiếng đáng sợ, như kiểu chuẩn bị có bão to về. Những ánh nến cũng đã bị dập tắt gần nửa, có thể nhận ra một cái bóng của một người đàn ông đang đi ra từ đằng sau ông thầy và một cuộc đối thoại cũng đã bắt đầu. Ngươi là ai? Sao lại ám cái mảnh đất này, làm hại ngươi? Ông thầy kia quay lại nói lớn. Ngươi nói cái gì đây? Hà tên già chết tiệt kia. Ta là người cai quản vùng đất này lâu rồi. Tuổi thọ của ta còn hơn cả ngươi đấy. Hỗn xược, dám phá nhà của ta thì bọn chúng phải chết. Và cả ngươi nữa đó. Khôn hồn thì cút đi. Cái bóng đó đã nạt nộ lại. Bên trong nhà, cô Kim nghe xong mà run cả người, lạnh toát cả sống lưng. Cô cố gắng đưa tay lên giữ miệng chặt lại để tránh có tiếng động thốt ra. Ông thầy đứng ở đó, lắc mạnh cái đầu rồi khẽ cười lớn mà nói. Kể cả nay ta có chết đi chăng nữa, thì ngươi nghĩ là ngươi sẽ sống được bao lâu? Ta sẽ không cho ngươi siêu thoát đâu. Xuống dưới ngạ quỷ đi. Ông thầy quay sang cầm cái kiếm gỗ dính đầy bùa chú, bắt đầu giao chiến với cả vong hồn kia. Thế nhưng, có điều ông thầy cũng không thể ngờ tới rằng được, đối với ông ta thì tốc độ của vong hồn kia quá nhanh. Những lá bùa không thể chạm được vào người của nó. Ông ta bỗng dừng lại, ngồi xuống đọc pháp, tạo nên một kết giới từ những cọc tre để giam nó lại, không cho nó chạy thoát. Vô ích thôi. Giờ ngươi có làm gì đi chăng nữa thì số phận cũng đã sắp đặt rồi. Và ngươi là kẻ thua thiệt. Ngươi sẽ chết. Vong hồn kia khoái chí đáp lớn, làm cho cô Kim run rẩy cả người lên. Nó liền quay lại, trả một đòn một cách dữ dội khiến cho ông thầy chưa kịp ra tay thêm. Toàn thân của ông thầy bắt đầu tứa máu, có lẽ như là đã quá sức lực đối với cả bản thân. Ông ta cũng chả chống chịu được lâu mà còn bị đá văng ra một góc, lăn lộn ra đất. Những bụi tre vẫn cứ thế mà đung đưa dữ dội trong làn gió. Vong hồn nhìn ông thầy mà hầm hè. Lão già, pháp của lão cũng cao đấy, nhưng mà không có đủ đâu. Mau chết đi. Những ánh nến cũng đã tắt lịm dần đi, màn đêm lại tối om. Cô Kim ở bên trong nhà cũng chẳng có nhìn thấy gì nữa.
không hề có nhìn thêm được bất kỳ thứ gì. Nỗi sợ trong cô bao trùm lên, mau chóng chạy vào bên trong giường, trùm kín chăn, mồm miệng thì chỉ biết niệm Phật, cầu bình an cho mọi thứ tai qua nạn khỏi. Tiếng gió rít lên liên hồi bên ngoài, cô cũng chỉ còn nghe thấy có tiếng thét đau đớn, hét vang lên một hai lần rồi bỗng im bặt luôn. Tiếng đập cửa mạnh bạo cũng đã phát ra một cách đột ngột, khuấy động không gian xung quanh một cách đáng sợ mà cô đã cố gắng ngồi im. Cảm tưởng như đêm đó trôi qua một cách thực sự là sợ hãi, ám ảnh bao trùm lên mọi thứ xung quanh khi cô đã chứng kiến những gì ở ngoài bụi tre kia. Thời gian cứ thế trôi đi cho mãi tới tận khi trời trở sáng. Tiếng khóc vang cả làng khuấy động không gian yên tĩnh vừa buổi sáng sớm của làng quê. Bác Đức cũng đã ra đi ngay sau khi tấm bùa đó rơi khi gần về sáng. Vong hồn kia cũng đã lấy hồn của bác đi mất rồi. Còn xác của ông thầy cũng đã được phát hiện ở ngọn tre với vô số những vết thương, máu me chảy đầy, cùng với đó là hốc mắt cũng đã bị moi hết ra trông thực sự là đáng sợ. Mọi người khiếp sợ, nhờ nhiều thầy mà chả đâu ra đâu. Sau khi nghe vụ ông thầy đầu tiên đã chết, ai nấy cũng đã lắc đầu rồi đuổi khéo, vì họ sợ rằng liên lụy sẽ đến bản thân mình. Thế nhưng những người bị gánh nặng lại chính là cô Kim. Đêm nào cũng vậy. Từ lúc 10 giờ trở đi, lúc nào cũng có tiếng gọi cửa, đòi vào nhà bắt người. Cứ như thế thì thành quen giấc, nhưng chả biết khi nào nữa mà nó lại dừng. Tôi nghe xong thì đứng bật dậy đi sang bên nhà bác Đức mua chút đồ sang bên thắp hương. Người bên kia kể lại chuyện cho tôi nghe. Tôi nghe mà cay cú, chạy ngay về nhà, cầm cái cuốc với cả cái xẻng chạy bay về cái gốc tre bên kia. Thế nhưng cô Kim đã gào ầm lên, làm cho mọi người ngăn cản tôi đừng có làm chuyện dại dột, nếu như cứ muốn giữ cái tính mạng của mình. Tôi đã bực tức đấm mạnh vào tường rồi gắt lên. Muốn xây nhà mà còn bị phá hoại như thế này, ông trời có mắt hay là không vậy? Mà cô đã nhờ hết các thầy chưa? Tất cả các ông trong đây này, chả nhẽ toàn lũ thầy dởm thôi hay sao? Cô cũng đi cúng bái vài nơi và nhờ vả các vị sư thầy ở trên chùa bảo rằng hiện tại thì mình vẫn chưa có duyên gặp được người giúp, cho nên không có cách nào để có thể giải trừ được đâu. Chả biết nói gì hơn nữa. Vừa mới sang đầu chiều mà mọi thứ dường như đã làm cho tôi khó chịu không tả được. Đi loanh quanh thằng Kiên và Đính, hai chúng nó nghe tôi hỏi xong thì cũng ấp úng. Vậy là mày cũng biết hết mọi chuyện rồi đúng không? Cô bảo bọn tao không được nói cho mày biết, sợ mày sẽ lo lắng. Tôi nhìn hai thằng mà lúc này cũng chẳng thể trách được. Cũng phải thôi. Mọi chuyện sau bao nhiêu năm, mình làm sao mà có thể biết hết được cơ chứ? Hơn nữa, nhiều người chưa kịp gặp lại mà đã phải ra đi không có nhìn mặt được. Nhìn khói thuốc bay bay, tôi mới hỏi hai thằng. Bây giờ, theo tao nghĩ cách tốt nhất là đi tìm ông thầy nào đó giỏi. Mau chóng đi chứ. Không, tao e là chuyện này sẽ kéo dài mãi. Có khi tao cũng bỏ đi mất mà thôi. Tao cần xây nhà cho cô tao. Chúng mày biết mà lại. Ừ. Mà mày kể rằng tối qua mày có gặp một ông thầy cơ mà. Sao không hỏi ông ta xem, nhỡ đâu ông ta giúp được thì sao? Lúc này tôi mới sực nhớ ra, nhưng tối qua tôi đã biết đến chuyện này đâu. Kéo hai thằng đi xuống dưới nhà của ông chú Tịnh kia để mà hỏi chuyện. Con bé mới mấy ngày hôm trước thì như là đang bị động kinh, mà nay thì đã ổn hơn phần nào. Thấy tôi nó ra đón tiếp rồi cảm ơn rối rít. Ông chú Tịnh ở trong nhà, tôi vào thưa chuyện sau khi nghe xong, thì ông chỉ đường cho sang bên ngõ bên kia. Ông thầy kia cách bên đây cũng khá xa, cho nên lại phải đi mò. Mấy thằng thì đi với nhau tìm cho ra càng sớm càng tốt. Đi đường, tôi lên tiếng nói chuyện với cả hai thằng. Mà tao thấy bảo là cô Kim mời hết mấy ông thầy xung quanh đây rồi. Mà sao lại sang bên nhà ông ta làm gì? Hay là quay lại đi? Còn nước còn tát mày ơi. Tao đi vài ông theo cô ấy rồi, nhưng chắc không phải là cái ông mà chú Tịnh giới thiệu đâu. Kiên dục tôi hớt hải. Tìm đến nơi ở tận trong bên ngõ sâu. Thế nhưng căn nhà đóng cửa, khóa ngoài. Người bên trong thì chắc đã đi vắng. Ba thằng nhìn nhau quả này là đi công cốc. Đang tính quay lại thì có một bà lão chống gậy đi tới ba thằng rồi hỏi. Mấy cậu tìm ai? Dạ bọn con ở xóm bên. Đến tìm thầy có chút chuyện bà. Kiên xuống xe lễ phép cúi đầu chào hỏi. Bà lão gật đầu, đứng lại rồi lên tiếng. Mấy cậu lần sau vào thì đi chậm chậm thôi. Xóm toàn người già với cả trẻ em.
Thầy đi có việc mấy ngày sau mới về cơ. Các cậu có địa chỉ gì thì cứ để lại cho tôi. Khi thầy về tôi sẽ đưa cho. Thôi cũng đành phải vậy chứ có biết làm sao. Nhưng mà không biết chính xác là bao giờ ông ấy về. Tôi chỉ bảo tên cho bà ấy rồi nhờ bà bảo khi nào thầy về thì nhớ nhắn giùm cho tôi. Rồi sau đó cả ba leo lên xe rời khỏi xóm đó. Đi về nhà, hai thằng cố gắng khuyên bảo tôi rằng đừng có nên làm cái điều gì dại dột. Cho nên tôi cũng đã đành nghe theo và hứa với cả chúng nó. Thời gian thì cứ tích tắc trôi dần, màn đêm buông xuống. 8 giờ tối, không khí nóng bức hẳn lên, mà có hai chiếc quạt nhỏ đang quay cũng không có đủ. Cô Kim đóng cửa sớm, tắt điện, khóa luôn ở bên trong vào. Tôi nhìn mà ngao ngán, mắt hướng lên trên trần nhà tối thui. Ánh sáng của trăng thì lọt vào bên trong nhà yếu ớt. Cứ như thế, thời gian thì cứ lặng lẽ trôi. Tôi thì thiếp đi từ lúc nào mà chẳng hay. Đang yên giấc, cơn nóng cũng đã dịu đi được phần nào. Đang yên tĩnh thì đột nhiên có tiếng đạp cửa liên tục phát ra một cách dữ dội. Những âm thanh nghe như là gào xé mọi thứ. Một giọng âm thanh cất lên hòa cùng với cái tiếng gió nghe thật là đáng sợ. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Không tao giết hết lũ chúng mày. Mở ra. Mở cửa ra. Tôi tỉnh dậy. Đúng là cánh cửa đang rung lên bần bật thật. Lúc đó chả hiểu sao mình lại quên đi mất lời của cô Kim dặn. Tôi xách một con dao cầm chắc ở trên tay, bước xuống giường để đi ra bên ngoài xử lý kẻ nào đang phá đám nhà của tôi giữa đêm khuya khoắt như vậy. Xỏ cái dép, mò mẫm tiến ra bên ngoài để mở cửa thì âm thanh nho nhỏ vang lên trong nhà làm cho tôi giật nảy cả mình. Tân, mày định làm gì đấy? Đi vào bên trong ngay cho cô. Mày định giết cả hai cô cháu mình hay sao? Thưa chết, con quên mất. Tại con vừa tỉnh ngủ thôi ạ, chứ chưa nhớ ra được. Cô khóa vào rồi thì còn lo gì nữa cơ chứ? Tôi vừa nói, vừa mới sực nhớ ra. Nhưng quả thật là rất khó để có thể ngủ tiếp được nữa, vì cái thứ âm thanh chết tiệt kia thì cứ văng vẳng vào bên trong tai. Nằm lăn lộn hết chỗ này rồi lại đến chỗ kia mà cũng chẳng ngủ được. Tôi đâm ra bực tức, người thì lại đang khó chịu nữa. Tôi liếc mắt đảo qua hết mọi thứ. Cô Kim thì cũng đã ngủ rồi. Thế nhưng trước khoảng thời gian đã rất dài, cô cũng đã phải trải qua những lần đầu tiên giống như tôi bây giờ vậy. Mà nó còn chỉ có thể xuất hiện khi một mình cô nữa, cho nên chắc là cô sợ lắm. Tôi lăn ra một góc cố nhắm mắt lại, rồi cứ như thế, chả biết cái âm thanh đó đã biến đi đâu mất tiêu. Sau khi làn gió lớn thổi sộc vào, làm cho mọi thứ lung lay một cách dữ dội, tôi đã uể oải, nhắm mắt như mờ, bước xuống dưới giường khi mà mọi thứ đã chuyển về sáng. Tôi thở dài một cái, nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ sáng ra cũng chẳng thay đổi là mấy, vẫn hình dạng, dáng vẻ của mọi thứ xung quanh và hơn hết là làm xua tan đi được cái âm thanh đêm ngày hôm qua. Dấu hiệu của trận gió lớn ở trong đêm thì chỉ là những chiếc lá rụng đầy ở ngoài sân. Ăn sáng cùng với cả cô xong, tôi đi vội ra bên ngoài để mà kiếm xem bên thằng Kiên hay là thằng Đính để mà nói chuyện. Ngồi kể cho chúng nó nghe hết những cái câu chuyện mà đêm qua tôi đã gặp phải, hai thằng khẽ rùng mình rồi nói. Mày nói thế là mày đã gặp rồi hả? Cô Kim giỏi thật đấy, không ngờ được rằng là cô còn ở được chứ. Chỉ như tao là tao chạy mất dép từ lúc nào rồi ấy chứ. Thằng Kiên tiếp thêm. Hai thằng cứ xì xào bàn luận, thế nhưng tôi cũng không mấy quan tâm cho lắm. Tôi bèn bảo hai thằng chiều cứ sang bên kia để xem ông thầy đã về chưa còn tính chuyện tiếp. Bà kia nói như thế thì chắc là bởi vì trông bà ta cũng có tuổi, lú lẫn hết thì làm sao. Ở lâu như thế này, chắc có khi là tôi sẽ lú hết đầu óc mất thôi. Nay lại ngáp ngắn ngáp dài vì đã mất ngủ, không biết là sẽ ra làm sao nữa đây. Nay mới đủ thời gian để mà thăm hỏi hết chỗ này đến chỗ kia. Chào hỏi mọi người vì lâu lắm, tôi mới về thăm quê. Mải miết vòng cho tới tận trưa thì mới thăm nom xong được. Về nhà, cô Kim đi ăn cỗ ở xóm bên. Tối nay chắc cũng không về vì đám cưới cần phụ giúp. Cô bảo cứ tự do mà ăn uống. Nay cô đi quên chưa căn dặn lại, nên viết tạm ra tờ giấy để ở trên bàn. Tôi nằm dựa vào ở bên góc nhà, mắt đảo xung quanh, thắp nhang lên trên ban thờ, rồi quay quay cái điện thoại vì giờ cũng đã chẳng biết làm cái gì cả.
nằm ngủ thiếp đi cho đỡ giấc, chiều tỉnh dậy thì đói. Mà tối nay thì chắc là chỉ có mỗi mình ở nhà, nên tôi đã đi sang hẹn thêm cả Kiên và Đính, chuẩn bị để mà tối nay sang bên này với cả tôi. Chả gọi thêm chúng nó nữa, tôi lại mò sang nhà của ông thầy kia, và kết quả cũng như là hôm qua. Gọi điện thoại mà hai thằng cũng khá là ấp úng. Cuối cùng chúng nó hẹn là 7 giờ chúng nó sẽ mang thêm đồ ăn sang với cả rượu nữa. Tôi ậm ừ, cất cái điện thoại rồi sau đó đứng dậy đi xung quanh nhà, đợi đến thời gian cắm cơm. Nhìn ánh nắng hoàng hôn cũng đã bắt đầu buông xuống, lọ mọ thổi cơm, sau đó đi xung quanh đào mấy củ khoai tiện. Câu thêm vài con cá nữa để thêm phần có nhiều mồi cho nó thi vị. Xong xuôi lúc này thì cũng đã là 6 rưỡi, trời bắt đầu nhá nhem tối. Hai thằng kia mới từ bên ngoài mang theo một bọc đồ ăn to tướng. Này, thế nhưng tao hỏi thật nhá, lỡ mót thì đi tiểu chỗ nào vậy? Kiên ngó nhìn xung quanh rồi hỏi. À, có chỗ ở trong nhà chứ, cứ yên tâm đi, không thành vấn đề. Giờ chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi, đóng cửa vào và chiến thôi. Tôi đập nhẹ vào vai nó rồi ba thằng đi vào bên trong nhà, ngồi ăn uống với nhau cho no say. Thời gian cứ thế mà trôi chậm chậm đi. Chai rượu lúc này thì cũng đã cạn dần, thằng nào thằng đấy cũng đã khướt cả đi. Thằng Kiên hỏi. Ơi, liệu tối nay có cái thứ kia nó về đây không hả Tân? Tao thấy có vẻ là chắc có đấy, không có sai được đâu. Biết làm sao mà được mà làm mà may. Mọi chuyện vẫn còn chưa rõ, nên chả có nói trước được cái gì cả. Tân khóa chặt cửa chưa đây? Đồ ăn đồ uống cứ để mai rồi xử lý sau. Đính ngắt lời rồi nói với cả tôi. Tôi tuy say, nhưng vẫn cố đứng dậy mà đóng chắc chắn cái cửa đó lại, khóa chắc vào cẩn thận như cô Kim làm. Sau đó quay sang tiếp tục cuộc vui vẫn còn đang dang dở. Hai thằng nhìn tôi với kiểu lo lắng. Sắp đến rồi à? Ờ không, tao khóa vào cho chắc. Uống thêm tí nữa đi. Say khướt rồi ngủ, chả biết gì nữa đâu mà sợ. Tôi uống cạn cốc rượu rồi lại rót tiếp ra. Mãi tới gần 10 giờ thì thằng nào thằng nấy cũng đã say mềm, cố leo lên trên giường mà ngủ thiếp đi. Ánh đèn cũng đã làm tắt làm cho cả căn phòng tối om. Chỉ còn có 3 tiếng thở mạnh ở trong nhà mà thôi. Cứ tưởng chừng như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì đột nhiên cả 3 thằng đã bị tiếng đập cửa mạnh đánh thức. Kiên là người dậy đầu tiên. Tuy hơi men thì vẫn còn, nhưng nó vẫn đủ để tỉnh táo nhận ra là có nguy hiểm. Nó đã vội vàng lay tôi dậy rồi nói. Ê, Tân, Tân, dậy đi mày, có khách đến rồi kìa. Nó giục làm cho tôi choàng tỉnh, nghe tiếng đập dữ dội, tôi đã lắc đầu bảo nó. Ngủ đi mày, thế này thì có mà ngủ được với cả nó. Tao nói thật đấy, tao mệt lắm rồi, đừng có mở cửa ra làm gì đấy nhá, không là nó bắt hồn đi đấy. Mày điên à, tao đâu có ngu. Nhưng mà tao mót quá, mày bảo có chỗ tiểu đâu. Nó giục mỗi lúc một nhanh hơn. Tôi bật cái đèn pin lên đưa cho nó bảo là đi vào trong buồng có cái bô ở đó rồi tự xử đi. Xong xuôi, nó đi ra ngoài ngồi chứ không có nằm ngủ nữa. Cứ gợn người vào một góc im lặng. Lại tiếp tục là đến thằng Đính cũng đang nghe thấy. Nó mở mắt dậy, chửi đồng. Mẹ mày, đêm rồi không cho tao ngủ xíu được không? Tao lại ra đạp cho trận bây giờ chứ lại. May sao tôi đã bịt mồm của nó, không để cho nó nói thêm gì nữa rồi gắt. Mày làm như vậy là mày giết tao rồi đấy. Im mồm đi không? Anh em mình cố gắng mà ngủ, kệ xác nó. Chúng mày cứ làm tao rối cả lên bây giờ đây này. Thằng Kiên, trong lúc tôi đang kéo miệng thằng Đính lại, thì nó bóc củ tỏi rồi ném qua một lỗ nhỏ, sau đó rồi bịt kín lại làm cho tôi hốt hoảng, không có kịp ngăn nó lại. Mày làm cái gì đấy? Mày bị điên à? Con lú cũng đừng như vậy chứ. Nhỡ đầu chết cả đám thì sao? Mày làm như thế, nó thù mày thì nó về nhà mày tìm đấy. Nghĩ kỹ đi chứ. Thằng Kiên không có nói gì thì quay về giường. Cả hai thằng chúng tôi cũng chẳng biết nói gì thêm. Ba thằng cứ im lặng, nghe tiếng đập cửa khó chịu cùng với cả tiếng gió rít ở bên ngoài. Cả đêm chẳng ngủ cho ba thằng mệt cứ mệt đừ cả người ra. Trời vừa sáng mà cánh cửa như đã bị muốn phá vỡ ra. Chạy ra bên ngoài, hít thở lại không khí đôi chút, Kiên ngáp dài rồi nói. Này, tối qua không sang nữa đâu, chắc mà ở đây mấy nữa, có khi tao mắt như gấu trúc luôn đấy chứ. Cả đêm qua vừa nằm mà còn run sợ chết đi được. Nói rồi,
Nó với cả thằng Đính kéo nhau đi luôn. Tôi lắc đầu khẽ chửi hai thằng điên. Sau đó, vào bên trong xu dọn cái đống tàn tích của ngày hôm qua và cả bô nước tiểu bên trong buồng. Qua cả ba thằng uống nhiều mà đi tiểu hết lần này đến lần khác mà mất nguyên cả đêm. Thà ở một mình thì chắc là cũng đã ngủ được rồi. Mãi cho tới tận chiều thì cô Kim mới đi về. Cô vừa về là đã hỏi luôn. Đêm qua mày có làm cái gì ngu ngốc không đấy hả con? Cẩn thận vào đấy nhá, không là lại gây to đấy, không có đùa được đâu. Tôi vâng dạ lấy lệ, sau đó thì đi vào bên trong nhà đóng cửa lại để nằm. Tâm trí thì cứ cồn cào, chả biết ông thầy kia đã về hay chưa. Tôi đứng lên rồi alo cho thằng Kiên để tối sang bên nhà nó ngủ luôn. Nó đồng ý, tôi ra bên đó lấy xe rồi xuống nhà ông thầy kia xem ông ta đã về chưa. Thế nhưng chuyến đi này cũng coi như là công cốc, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Căn nhà kia cứ thế mà đóng im lìm. Tôi chẹp miệng quay trở về trong tiếc nuối. Chả biết bây giờ có làm sao hay không. Đôi chân bước mang theo bao não nề và những suy nghĩ cuốn quanh mình. Ăn uống xong thì trời cũng đã tối. Tôi đi ra bên ngoài vệ sinh, sau đó trở lại vào hiên hút điếu thuốc. Khói bốc lên hòa cùng với cả ánh sáng. Tôi nhìn Kiên mà hỏi. Coi như là tối nay đã được yên giấc rồi. Mấy qua mệt quá, có muốn ngủ cũng chả được. Mày lo cái gì? Yên tâm đi. Ở nhà tao không có vấn đề gì đâu. Kiên vỗ vai đáp lại. Ngồi hứng từng cơn gió mát lạnh, phả vào trong người lạnh cả sống lưng. Tôi đảo mắt nhìn ra mọi thứ xung quanh. Nhìn đồng hồ thì cứ thoáng trôi qua. Cũng đã 10 giờ. Hai thằng lúc này thì đóng chặt cửa nhà lại. Rồi chuẩn bị đi ngủ thì ở bên ngoài cổng. Cánh cổng lung lay một cách dữ dội. Khiến cho hai thằng tôi phải giật mình nhìn nhau. Kiên đã liền hỏi. Giờ này thì làm gì có ai vậy? Mày đừng mở cửa ra, dòm xem có ai đã. Tôi kéo người nó lại. Nó len lén kéo nhẹ cái cánh cửa ra để xem. Ngay lập tức, nó đã quay lại vào bên trong nhìn tôi, nuốt nước bọt ừng ực. Tôi nhìn vẻ mặt của nó ở trong bóng tối cũng đã nghĩ được cái viễn cảnh xấu xí ở trước mắt. Tôi hỏi nó, có chuyện gì thế hả cu? Sao nào, nói cho tao nghe đi. Nó theo vào tận nhà tao rồi kìa mày ơi. Giờ phải làm sao đây hả mày? Nay mà không xong được thì chết cả hai đấy. Nghĩ cách đi nhanh lên. Nó cuống cuồng dãy nảy lên, làm cho tôi cũng phải ngó ra mà nhìn theo. Tôi cũng hốt hoảng khi thấy cái thứ kia trước mặt. Tôi run run rồi quay lại. Này, cái loại mày ấy, ném làm gì? Giờ nó theo mày kia kìa. Có mà theo mày thì có. Giờ biết làm sao bây giờ đây? Lỡ ngớ chết cả đôi đấy, không có đùa đâu. Nó đóng chặt cửa lại, mặc cho bên ngoài đã bắt đầu nổi lên những cái cơn gió rít mạnh. Nỗi sợ bao trùm lên cả hai thằng. Bố mẹ của thằng Kiên may sao thì vẫn ngủ ở bên trong buồng nên không có nghe thấy gì cả. Tôi lấy chăn rồi gối ném xuống dưới đất nhìn nó rồi bảo, nằm ở đây thôi, đừng có nói thêm gì nữa. Nhà mày có kiên cố hơn nhà tao mà, lo gì nhỉ? Cứ yên tâm mà nằm đi, nhà máy bằng thì sợ gì nữa. Nó có phá được cánh cổng cũng còn cái lớp cửa này nữa cơ mà. Yên lặng rồi nhắm mắt thì mọi chuyện sẽ qua thôi, nghe tao đi. Hai thằng cứ nằm im, để cho tinh thần đang bị tra tấn bởi nỗi sợ, rồi ngủ quên từ lúc nào mà cũng chả hay. Sáng sớm ngày hôm sau, cả bố thằng Kiên cùng ngồi uống nước ở bên ngoài hiên. Hai thằng kể lại chuyện cho bố nghe làm cho ông Kiên vẫn còn sợ, đưa mắt nhìn tôi mà nói. Không biết ông thầy kia đã về chưa? Tao sợ lắm rồi đấy, không có dám láo nháo nữa đâu, hú hồn thôi. Tao sợ là nó theo mày vì mày mới về ấy. Lúc đó, bố thằng Kiên nghe thấy thế thì cũng cau mày lại nhìn hai thằng mà nói. Chưa chắc là đã có lý đó đâu. Cũng có nhiều người ngủ ở bên kia mà sao nay thằng Tân nó lại về lại theo nó chứ. Phải rồi đấy bác ạ, cháu cũng không nghĩ là như thế đâu. Thế nhưng giờ tình hình mọi chuyện thì lại rắc rối quá. Cháu cũng chưa biết phải làm như thế nào đây ạ. Mấy thứ này cháu thực sự không có biết gì hết. Tôi tiến lại ngồi xuống bàn nước, thưa chuyện với cả bố thằng Kiên. Bác ấy gật gù rồi nói. Cứ về nhà đi, xem đêm qua cô Kim có sao không rồi tính tiếp đã. Chiều nay thì cứ để bác tính cho. Tôi chào cả nhà nó rồi mau chóng đi về. Cô Kim hôm nay thì có vẻ thoải mái hơn. Tôi hỏi, sau này cô làm sao mà trông có vẻ tỉnh táo hơn thì phải? Đúng rồi, mà lạ lắm nhá. Qua cô chả thấy có tiếng gọi cửa nữa. Cứ ngủ một mạch cho tới sáng luôn, chả có biết cái gì nữa. Cô bưng nồi canh lên rồi sắp cơm ra để hai cô cháu chuẩn bị ăn sáng.
Ăn uống xong xuôi, tôi lại chạy sang bên nhà ông thầy để mà xem ông ta đã về chưa. Như mấy ngày hôm nay, mỗi lần khi tôi đến thì căn nhà vẫn đóng cửa im lìm trong cuối cái xóm này. Giờ cả thằng Kiên cũng đã bị thì phải tính sao đây. Cứ cái đà này thì khéo tôi cũng đã phải đi tiếp mà thôi. Mà nhà thì còn chưa xây được nữa, thì biết làm sao bây giờ. Đã như thế này, làm cho mọi chuyện càng rối hơn. Và quả thực, tối hôm đó, tại nhà của tôi thì lại không có bất kỳ thứ gì. Thế nhưng nhà bên thằng Kiên thì mọi thứ đã lại hoàn toàn diễn ra theo đúng y những gì tối qua đã xảy ra. Nó gọi điện thoại cho tôi. Bố nó cũng vẫn còn chưa ngủ. Hai bố con đang ở bên trong nhà để nghe ngóng cái chuyện, cũng như là tình hình bên ngoài. Thời gian thì cứ thế trôi mau. Cho đến khi trời sáng, tôi đã nhanh chân chạy sang bên đó. Bố của Kiên mở cổng nhìn tôi mà bảo: "Thấy thế này đi. Những con quỷ rất sợ những thứ hôi hám, những thứ như là máu chó, nước tiểu. Kiểu gì thì kiểu, nó sẽ quay lại nữa. Cho nên cứ chuẩn bị thật kỹ lưỡng vào, làm một cái bẫy để mà diệt nó." Tôi và Kiên đi sang gọi thằng Đính kể lại toàn bộ sự việc. Đính nghe xong thì hốt hoảng: "Ây, thế ý của bác là bọn mình đi kiếm máu chó với cả mấy cái thứ kia có đúng không? Vậy thì đi tìm nhanh nhanh lên thôi, chần chờ gì nữa. Phải mau chóng thôi, chứ không là toi cả lút đấy." Ba thằng lai nhau đi kiếm mấy lò mổ mới có được 3 chai máu chó mực nho nhỏ. Nhưng thôi, thà có còn hơn không, chứ cứ để như thế này thì chả biết được đâu mà lần nữa. Mang về nhà, bố của Kiên cũng đã chuẩn bị bày sẵn sàng. Nhưng giờ thì còn sáng, cho nên cũng không có mắc vội gì làm. Đợi đến tối rồi sẽ xử lý sau. Trời lúc này xế chiều, cả ba thằng lọ mọ làm cho xong rồi đóng chặt cửa lại. Cái bẫy đã được răng một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Chỉ cần đẩy cửa là những thứ kia sẽ sộc thẳng xuống luôn. Tôi nghĩ nó còn kinh tởm hơn là nước tiểu của chính mình nữa ấy chứ. Khẽ dùng mình rồi ngồi lên bên trong căn nhà ăn uống. Bố của Kiên nhìn mấy thằng rồi nói: "Chúng mày nhớ là đừng có mà ra ngoài đấy nhá. Không thì mọi chuyện sẽ khó lường hơn đấy. Chẳng có hay ho gì đâu. Nhớ chưa?" Ba thằng dạ vâng, ngồi với cả nhau cho đến khi những cơn gió bắt đầu thổi. Mọi thứ dường như khuấy động cả lên. Tôi nhìn Kiên lúc này cũng đang toát mồ hôi ra mà nói: "Này, nó sắp đến rồi đấy." Mấy thằng hờ hờ cánh cửa ra bên ngoài, mắt chăm chú vào khoảng tối trước sân. Rầm rầm, kẹt kẹt, tiếng cổng lại vang lên một cách dữ dội. Một cái bóng cũng đã xuất hiện ở chỗ kia, làm cho ba thằng chúng tôi toát cả mồ hôi. Cả cái xô đựng biết bao nhiêu là máu chó cũng đã sộc xuống. Thế rồi một làn khói bốc lên một cách kỳ lạ, kèm theo đó là những âm thanh đau đớn sộc cả vào bên trong. Tôi nghe xong thấy thế thì nhìn hai thằng rồi nói: "Giờ không biết như thế nào rồi hả mày? Tao thấy lo quá chúng mày ạ. Có nên ra bên ngoài hay không?" "Không sao đâu, đợi sáng rồi ra, kẻo lỡ có chuyện gì không hay." Thằng Kiên kéo tôi lại khi tôi đã định bước ra bên ngoài. Đi vào bên trong để ngủ, âm thanh mọi thứ dường như cũng đã khép lại. Sáng dậy, cả ba thằng phải ra xu dọn cái đống tàn tích kia. Nhưng cũng có một điều lạ là mọi thứ dường như đang để lại một cái dấu chân. Lau mãi, làm đủ mọi cách thì nó mới mờ đi được đôi chút. Chả biết phải làm như thế nào, nên bố thằng Kiên cứ bảo để đấy, mọi chuyện cứ thế rồi tính sau thôi. Trở về nhà với cơ thể mệt nhọc, tôi lúc này thì mới nói chuyện với cả cô Kim để mà xem xét như thế nào. Ai ngờ tôi đã bị cô mắng cho một trận te tua. Vì sao lại để cho mấy thằng kia nghịch dại như thế, để cho con ma đó nó kéo về tận nhà cho. Tôi chả biết nói sao nữa, lăn vội ra giường ngủ. Mọi chuyện có vẻ dường như cũng đã trôi theo mọi thứ. Cái làng này thì vẫn yên tĩnh như mọi hôm. Công việc của ai thì người nấy làm. Màn đêm xuống, ngay tại chính căn nhà của mình, thì tôi đã biết có thứ gì đó vẫn đang chờ đợi mình ở bên ngoài. Tôi đứng lên, nhìn cánh cửa ngay sát nhà mình. Nó vẫn đang rung rung do dông gió thổi vào. Bất giác, tôi và cô Kim giật mình khi nghe thấy có tiếng bên ngoài gọi: "Kim ơi, mở cửa cho anh nào. Kim." Tôi đứng dậy, đang định trả lời thì cô Kim kéo người tôi lại, ra hiệu cho im lặng mồm vào. Cô rón rén cầm cái đèn pin đi ra gần cửa gỗ. Tôi cất luôn tiếng vọng ra bên ngoài: "Ai đấy? Sao giờ này còn ra bên ngoài đó làm gì? Muốn gì đây?" "À, anh để quên chút đồ phiền cô lấy giùm cho anh." Giọng âm thanh bên ngoài lại đáp lại,
một thứ âm thanh khá quen thuộc, nhưng tôi không có nhớ ra được. Nhìn kim đồng hồ lúc này chỉ cũng đã là hơn 10 giờ rồi. Ra ngoài liệu có tiện hay không đây? Tôi đang phân vân thì nhìn lại cô Kim như đang đứng hình. Tôi chạy ra xem thì suýt nữa cũng đã ngã ngửa. Tiếng nói kia rất quen và đứng trước nhà chính là bác Đức. Nhưng chẳng phải là bác ấy đã mất rồi hay sao? Bây giờ lại hiện vào đây. Tôi run run nhìn cô Kim. Hai cô cháu lùi lại, đi sâu vào bên trong giường lấy chăn đắp kín người, không có nói thêm lời nào. Mặc cho bên ngoài vẫn là tiếng gọi đều đều của cái vong hồn kia. Tôi sợ quá, cả đêm chả dám chợp mắt, chỉ hướng nhìn ra bên ngoài cửa, nuốt nước bọt, mồm thì nghiến chặt lại, mồ hôi thì cứ thế tuôn ra. Thời gian cứ lặng lẽ trôi chậm chậm, cảm giác lâu và lo, cứ thế cao trào lên cho tới khi ánh mặt trời nhô lên trên. Lúc này cơ thể tôi mới được thả lỏng mà đi ra bên ngoài để xem tình hình được. Vẫn còn có chút gì đó sờn sờn, lạnh cả sống lưng. Tôi gọi điện ngay cho Kiên và Đính. Hai thằng nghe tin xong thì hớt hải chạy sang xem có chuyện gì hay không. Lúc này tôi mới bảo chúng nó là sang bên nhà của ông thầy kia để xem tình hình ra làm sao. Quả đúng là ông trời cũng chẳng có phụ lòng người. Chờ bao nhiêu hôm, cuối cùng cũng đã gặp được ông ta. Ông thầy sau khi nghe chuyện xong cũng đã gật đầu rồi đi xung quanh căn nhà. Có vẻ ông ta đang suy tính một điều gì đó. Ông ta vào lấy một quyển sách ra chăm chú rồi đọc. Còn ba thằng chúng tôi thì vẫn chưa hiểu ý ông ta là như thế nào, vẫn ngồi im để mà ngóng chờ. Một lát sau, ông ta bảo tôi dẫn về nhà, đi dạo quanh quanh. Ông ta lúc này thì mới lên tiếng. Căn nhà nhiễm âm khí quá nặng. Con quỷ kia chắc chắn đã ở đây lâu. Âm khí mạnh nên thổ công cũng chả có làm gì được. Bây giờ thế này đi, các cậu lấy 4 con chó, tối nay cho nó giữ 4 hướng. Còn mấy cậu giờ đây thì lấy tấm chỉ này chăng xung quanh nhà cho tôi. Rồi ông ta lại dặn tiếp, đóng mấy cái cọc này xuống dưới bên dưới sân nhà. Sau khi mà có tiếng gọi thì đổ thẳng nước tiểu đồng tử ra bên ngoài, mọi việc sau thì cứ để tôi lo. Ông ta đi mất, ba thằng chúng tôi lại nhìn nhau, cười cười rồi đáp nhẹ, đi kiếm nước tiểu trẻ con đi. Ba thằng lọ mọ kiếm mãi mới được một chút ít, nhưng cũng đành kệ vậy. Dù sao thì có bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mượn thêm vài con chó giữ làm đúng như lời của ông thầy nói. Cổng thì để mở, để tối hôm ông thầy vào nhà. Còn ba thằng chúng tôi cùng với cả cô Kim ăn xong thì cũng đóng cửa, ngồi đợi để có thể mà tiến hành mà thôi. Đêm gió thổi mạnh hơn như đang sắp sửa có một thứ gì đó kinh khủng sắp ập tới. Thời gian thì vẫn cứ thế lặng lẽ trôi, cảm xúc của 4 người vẫn cứ lẫn lộn, và điều gì đến thì cũng đã phải đến. Âm thanh gõ cửa nhẹ nhẹ lại phát ra cùng với cả một làn gió lớn thổi mạnh vào cánh cửa cùng với cả giọng nói ngày hôm qua. Tiếng chó chu lên nghe đến sờn cả gai ốc. Tôi nín thở nhìn hai thằng bạn mình rồi gật đầu. Cánh cửa được mở ra một cách bất chợt. Rồi cả những thứ ở trong cái bô với cả mùi quái dị phộc ra. Một bóng đen không có rõ hình thù ngã lăn ở ngoài sân. Toàn thân lúc này bỗng nhiên bốc khói. Ông thầy không biết cũng đã xuất hiện từ đâu, cầm một cái gậy lớn quật liên tiếp vào cái thứ chết tiệt kia. Những tiếng kêu đau đớn như muốn xé toạc cả màn đêm. Vong hồn đó chả thể làm gì được ngoài việc chịu đòn mà thôi. Việc đánh trả là không thể. Chân tay của nó như là bị đóng khựng lại bởi kết giới mà ông thầy đã làm ở ngoài chỗ bụi tre như là khóa cứng cơ thể của nó lại. Mồm của nó thì bỗng gào lên. Thả tao ra! Thả tao ra! Chúng mày sẽ chết hết! Chết hết cả bây giờ! Tên thầy đáng chết! Tên thầy đáng chết kia! Ba đứa chúng tôi chỉ quay mặt đi không có dám nhìn cái cảnh tượng đó vì sợ nó ám ảnh đến mãi về sau. Con quỷ vùng vằng thoát ra được bên ngoài. Tính chui vào cây tre, nhưng 4 con chó cũng đã phục sẵn rồi gầm gừ lên điên loạn, làm cho nó chùn bước. Ông thầy ngồi xuống đốt một lá bùa, đọc chú, lá bùa bay theo con quỷ đó một cách kỳ lạ. Cứ như thế, cứ như vậy, con quỷ cũng đã dần dần kiệt sức rồi bốc cháy trong cái màn đêm yên tĩnh, xua tan đi mọi thứ. Sau đó, mọi thứ trở nên bình thường hơn với cuộc sống của hai cô cháu. Mọi thứ cũng đã được hoàn thiện. Từ bờ tường ngăn cách đến ngôi nhà,
Câu chuyện cũng đã dần dần lãng quên vào trong tâm trí của mọi người. Nhưng đối với tôi thì nó vẫn in sâu ở trong tâm khảm, là một nỗi sợ khắc ghi về lũy tre sau nhà.